Ngồi chào các bạn, mình là ông Địa, hôm nay mình sẽ đến đây tìm bà Địa. Rồi. Ngồi đi ông Địa. Dạ. Rồi ngồi đi em, dễ thương quá. Rồi hai bạn giới thiệu về mình đi, mời em gái. Dạ em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào quý vị khán giả. Chào anh bên đó. Em tên là Châu Thị Thu Hiền. Năm nay em 27 tuổi. Nghề nghiệp của em là lễ tân khách sạn, em ở Mỹ Tho, Tiền Giang ạ. Mình làm việc ở đâu em? Dạ ở Mỹ Tho, Tiền Giang luôn. Ở Mỹ Tho, Tiền Giang luôn. Phường mấy em? Dạ phường 1 ạ. Phường 1. Dạ. Rồi còn em trai giới thiệu về mình đi. Dạ chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và bạn nữ và quý khán giả có mặt ở đây. Em tên đầy đủ là Phan Trần Hoàng Phúc, sinh ra ở Cần Thơ, lớn lên ở Vĩnh Long và hiện tại là đang làm việc ở Cần Thơ. Làm việc gì? Dạ em hiện tại đang làm đối tác cho Grab. Tức là chạy xe hay là chạy Grab bay à? Chạy xe Grab bay. Nhưng mà mình là đang sống và làm việc ở Cần Thơ luôn hả em? Dạ em sống và làm việc ở Cần Thơ luôn. Dạ bên Cần Thơ rồi bên Tiền Giang Mỹ Tho rồi bao lâu mình gặp nhau được một lần? Dạ Tiền Giang Mỹ Tho cũng gần, chị đi khoảng 2 tiếng. Hồi trước thì em cũng có công tác ở trên Mỹ Tho. Trước khi mà em chạy xe đó thì em có học cái ngành nghề nào khác không? Dạ là em thì tốt nghiệp đại học thơ chuyên ngành là chăn nuôi thú y. Thì trước đó em có đi làm tiếp thị thức ăn được 2 năm. Sau đó thì nghỉ mà đi làm cho Grab với cũng đang xin việc khác. Tốt nghiệp đại học là kỹ sư chăn nuôi đó các bạn, chứ không phải đơn giản đâu nha. Làm sao mà xuống tới chạy xe luôn rồi đó. Nói tóm lại là có lúc này lúc kia ha. Khuyết điểm của em là gì? Thì cũng quan tâm lo lắng, thì cũng chiều chuộng bạn gái, hay nóng tính, với cũng không có kiên nhẫn cho lắm. Nhiều khi làm bạn gái giận mà năn nỉ một hai lần mà bạn gái không hết giận là không biết năn nỉ luôn. Thì cố gắng năn nỉ chứ. Nếu mình yêu thì mình sẽ cố gắng. Sợ chứ không còn tình yêu với nhau thôi. Bạn gái, ưu điểm, khuyết điểm của bạn là gì? Dạ em làm handmade, em làm được. Dạ em làm việc nhà mà liên quan tới sửa ống nước hay gì em cũng có thể làm được. Ghê vậy, tuốt gì mà sửa ống nước luôn hả? Dạ mấy cái đơn giản chị là không cần phải nhờ đàn ông là em làm được. Còn phức tạp mà cần thợ là không được. Nói chung vậy là em cũng tỉ mỉ đó ha. Dạ nhược điểm của em là em cũng quạo, lúc mà em ngủ mà ai ồn ào là em bực mình lắm. Làm chửi đó hả? Dạ không chửi nhưng mà em la thôi. Với lại em nói bụng em cũng quạo nữa. Nói chung là em dễ quạo lắm đúng không? Dạ, giống lúc ngủ với lại lúc đói thôi. Tức là xấu máu, ngủ đói. Dạ, đúng rồi, còn bình thường cho, không? Cho ăn cho ngủ đầy đủ là không sao ha. Dạ, đúng rồi anh. Bây giờ thì sao nè? Dạ. Bạn gái. Dạ, em trải qua được một mối tình thời sinh viên mà em quen được 4-5 năm. Mà sau đó là em chia tay với lý do là tại vì gia đình bạn đó không có cho quen. Ủa giờ kỳ vậy, quen 4-5 năm dạ, tại vì lúc đó là người ta không thích, giống như mình ăn mặc kiểu như quần sọt, áo ba lỗ đâu không thích. Sau này em có thay đổi nhưng mà cũng không chịu nên là thôi, tới bây giờ. Tới giờ dạ, luôn? Dạ đúng rồi. Là bao nhiêu năm rồi? Dạ 3-4 năm. Mà không có mối tình nào khác? Dạ đúng rồi. Em cũng không thích bạn nam hay soi mói chuyện ăn mặc hoặc là trang điểm á. Em không thích. Mình trang điểm để là mình tự tin thôi chứ không phải là để cua ai đó hay gì đó. Nhưng mà cứ xét nét là em không chịu. Thế bạn trai sao? Bạn trai có cho bạn gái chân diện không? Dạ em thì em suy nghĩ thoáng lắm chị ơi. Bạn nữ làm đẹp là để hãnh diện cho mình. Nói chung làm đẹp vừa phải là em đồng ý rồi chị. Không, làm đẹp quá thì sao? Đẹp có quá thì không? Em nhắc nhở nhẹ nhàng. Kỳ vậy? Em muốn ta làm đẹp cho mình, làm đẹp cho gia đình, cho xã hội mà làm đẹp quá là nhắc dạ, nhở là sao? Dạ ý nói làm đẹp quá nhiều khi tha son mà quýnh môi đỏ quá thì nhìn nó cũng không có đẹp lắm anh. Sao mấy người ta đánh môi đỏ nó đẹp? Chắc cũng tùy người. Nói tóm lại là phụ nữ cứ thoải mái làm đẹp. Dạ. Mình đàn ông mà mình hãy khuyến khích điều đó. Dạ. Tình đúng trường không? Sao? Trải qua mấy mối tình rồi nè? Dạ em trải qua 2 mối tình chính thức. Thì mối tình đầu tiên của em thì em quen năm lớp 11. Thì em với bạn nữ quen được 1 năm rưỡi. Rồi bỏ qua đi. Mối tình mới nhất là đây rồi nè. Dạ mối tình đây là chia tay đến giờ cũng 6 tháng. Thì bạn nữ lớn em 2 tuổi. Quen bao lâu mà chia tay 6 tháng rồi? Dạ quen được 3 tháng. Thôi có 3 tháng. Chúng đâu có yêu đương gì sâu lắm đâu đúng không? Dạ em thì nếu mà quen thời gian thì nó cũng không quan trọng lắm mà tình cảm nó nhiều. Thì nhưng mà lúc đó thì bạn nữ cũng hỏi tới chuyện là cưới hỏi. Mà em cũng chưa có sẵn sàng. Tại vì bạn nữ lớn em 2 tuổi thì nói là
em là con gái lớn anh nữa là không có đợi anh được. Rồi bây giờ đã chuẩn bị để cưới chưa? Giả tỷ bên đây người ta cũng đòi cưới rồi làm sao? Dự định của em là từ 2 năm trở lại thì nếu mà tiếp xúc làm quen thấy hợp thì mình sẽ đi tới hôn nhân sớm hơn. Có nghĩa là phải 2 năm đổ lại. Phụ nữ người ta có thời xuân sắc của người ta, đừng có để thời đó qua, biết không? Thành ra người ta lo vậy thôi. Yêu là cưới nha cưng. Dạ. Rồi, mẫu người lý tưởng của em là như thế nào em gái? Phải cao hơn em từ 1m6 trở lên. Rồi. Dạ, vậy là ăn mặc tươm tất với lại là lịch sự, đừng có chửi thề, em không thích. Hút thuốc cũng được nhưng mà đừng hút nhiều thôi. Cũng dễ tính quá ha. Rồi dạ, nhậu nhẹt đồ rồi sao? Dạ nhậu cũng được, tại vì nhà em đa số là nhậu. Rồi, ở khoe cả nhà biết nhậu dạ, luôn miền ha. Tây mà. Nhưng mà đặc biệt không được chửi thề đúng không? Dạ đúng rồi anh. Nhậu nhậu xỉn lên là chửi thề là mệt lắm á. Dạ câu nào cũng chửi là không được. Có không em trai? Dạ không, anh em cũng ghét chửi thề lắm. Vậy mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? Cao khoảng 1m55 trở lên. Rồi có luôn. Vui vẻ hòa đồng á, chứ hiền quá cũng không được, mà dữ quá thì cũng không hay. Biết quan tâm với biết cách cư xử với người lớn hả chị? Có cái điều gì em không thích ở người bạn gái không? Dạ em không thích người bạn nữ cư xử với người khác là không đúng mực. Chào chị. Được ha, cặp hai bạn này mặt cũng giống nhau á. Dạ. Mình có định là lấy vợ về thì mình sinh sống ở đâu, có làm dâu không em? Thì ở chung với ba mẹ. Rồi thí dụ như bây giờ người ta muốn bắt rể em đi lên Tiền Giang ở thì được không? Dạ thì bắt rể lên ở luôn thì chắc không được. Tại vì em là em trai lớn, còn nhà em gái. Nhưng mà em nếu mà đi đến hôn nhân thì em sẽ cố gắng sắp xếp là để hai bên gia đình cha mẹ được hai đứa con báo hiếu đầy đủ. Rồi vậy cũng tốt ha. Có cưng chiều bạn gái không? Dạ cưng chiều có, năn nỉ có. Nhưng mà năn nỉ hồi trước thì ít năn nỉ được vài lần. Nhưng mà chắc bây giờ phải cố gắng tập năn nỉ nhiều. Đúng rồi, phải cố gắng nha. Tại em cũng nghe đẹp trai thì không bằng trai mặt. Vừa đẹp trai vừa trai mặt luôn là tốt hơn. Được rồi đó. Thế là nhà trai là mặt mày sáng sủa. Được. Để anh qua anh thăm đàn gái chút xíu coi nha. Giống như yêu cầu của em không? Cao hơn 1m55 đúng không? Dạ em chào anh. Chào em gái. Dạ. Chị Thò. Dạ đúng rồi. Quê của tôi đấy. Dạ. Em không thích điều gì ở đàn ông? Em không thích đàn ông mà kiểu như không có biết mà lo cho gia đình á. Bạn bè là hay đi chơi nhiều rồi cưới vợ về xong để đó để làm dâu á. Là em không thích như vậy. Suốt ngày đi chơi bạn bè thôi ha. Dạ đúng rồi. Sau khi cưới á là cứ đi chơi rồi không nghĩ gì tới gia đình vợ con là em không thích. Dạ. Về Cần Thơ làm dâu được không? Dạ cái đó cũng được, gần đi tới đi luôn cũng được. Cũng dạ. Được. Anh thấy cũng ổn, cô gái ở đây rất là xinh nha, dễ dâu thương. Hay không bây giờ không quan trọng, vấn đề là giống như bạn gái nói là chồng có yêu thương mình hay không, đúng không? Dạ đúng rồi. Chứ chị bắt mình nhà làm dâu rồi đi đâu ngoài đường không là chết rồi. Dạ ha. Dạ. Rồi bây giờ mình xin ý kiến người thân đi, hôm nay em đi với ai nè? Dạ em đi với mẹ của em ạ. Dạ chào cô. Xin chào MC Quyền Linh với MC Cát Tường. Dạ. Tôi là mẹ của Hiền. Chào cô. Cô thấy con rể tương lai của cô nè, thấy nãy giờ tính hết nói chuyện này kia có được không cô? Cô thấy thì cũng được, nói chuyện cũng hoạt bát vui vẻ. Từ tỷ giờ thì Hiền nó cũng vậy, nó cũng hòa đồng lắm, mà nó cũng siêng năng, chịu khó lắm. Cô cũng muốn cho hai đứa có cơ hội, tìm cơ hội để hẹn hò. Dạ thì con tới đây thì hy vọng là tìm được bạn nữ cùng mình vượt qua khó khăn của giai đoạn hiện nay. Hiện nay khó khăn lắm hả? Dạ tại vì cái công việc của em hiện giờ là nó không có ổn định lắm anh. Tại vì chạy Grab thì nói chung là có thu nhập mà thu nhập không tốt. Thì ngoài chạy Grab thì cũng có đi tham gia bên đoàn Lân Sư Gồng nữa. Bởi vì bữa nay em mới lấy hình ảnh lầu địa ở đây tham gia. Thì cái băn khoăn của em thì hiện tại là công việc. Nhưng quan trọng hướng tới tương lai kìa. Cái công việc hiện tại thì mình chấp nhận điều đó để mình mưu sinh, để mình làm cái bàn đạp để mình tiến lên phía trước nữa. Dạ. Chứ phải công việc đó là công việc cả đời mình cũng đừng có lo. Dạ. Mình cũng đừng có tự ti với cứ điều gì, hay lạc quan lên. Nào bản lĩnh đàn ông đâu, đúng không? Em giỏi mà, là một trẻ mà, tốt nghiệp đại sư học, trẻ mà. Không lo điều đó, quan trọng là hai đứa có đồng lòng đồng sức, hai đứa có yêu thương với nhau hay không thôi. Dạ. Rồi em hứa với cô điều gì đi? Nếu mà hai tụi con có cơ hội đến với nhau á thì con hứa là sẽ chăm sóc Hiền như là cô với chú ở nhà đã yêu thương chăm sóc cho Hiền. Nói được thì cô cũng cảm ơn nhiều. Dạ. Chị được chưa cô? Dạ. Để con rể tương lai mình vậy được chưa? Cô thì cái gì cũng được, nhưng mà quan trọng hai đứa nó
hợp nhau rồi cô chịu à? Cô dạ. chịu ha. Rồi, rồi cảm ơn cô. À, hôm nay thì em đi với ai, bạn trai? Dạ em đi với mẹ, với dạ. dì, với bạn. Dạ. Chào hai em chi Quỳnh Linh và Cát Tường. Dạ, chào cô. Chào khán giả trong trường quay, tôi là mẹ của Phúc. Thấy bạn nữ bên đây cũng xinh, cũng dễ thương. Thì mong cho hai cháu được sớm hẹn hò có cơ hội để tìm hiểu nhau. Bây giờ mình đại diện đàn trai mình nói gì với đàn gái đi, coi như đi lần đầu tiên gặp mặt ha. Có đôi khi là thành thông gia đó. Dạ đúng rồi đó cô. Chào chị. Chào chị. Thì em đến đây cũng tìm vợ cho Phúc. Mà nếu mà hai đứa có hợp với nhau á thì sẽ tiến tới hôn nhân. Rồi nếu mà hai đứa thấy hợp thì mình tính với tụi nó. Dạ. Rồi nếu hợp thì mình tính cho tụi nó. Có thuận lợi bước đầu, quan trọng là hai bạn thôi. Bây giờ mình sẽ mở hàng rào ra cho hai bạn gặp nhau và trò chuyện nha. Có thể hiện gì đó, thể hiện không? Hả? Yeah. Đây. Em đội cho bất ngờ. Ra gặp bạn gái rồi làm gì làm đi. Rồi, chuẩn bị. Kéo hàng rào. À. Lên hát, đừng có mở ra, đứng lên hát. Vừa hát vừa quạt hát bài gì đó. Bắt nhịp em vô ca. Bài bắt nhịp ha. Dạ dạ. 2, 3. Muốn qua thêm một ngày mới biết thế nào là yêu. Một ngày trôi qua vơi vã nhưng trong anh rất nhiều điều. Những suy nghĩ trong anh cứ lớn lên từng phút, cứ lớn theo từng ngày khi anh được ấm áp bên em. Ủa em đi múa lân là em làm ông đĩa luôn hả? Thôi mở cái đi. Dạ không chị, em múa lân như đánh trống chị. À. Dạ em cảm ơn anh. Dạ. Dạ em cũng có món quà em tự làm tặng anh. Wow, dạ tự làm. Mỗi lần mà. Dạ. Mỗi khi mà anh xem đồng hồ thì anh nhớ tới em nha. Em có xem múa lân là em nhớ tới anh nha. Dạ. Có xem múa lân nhớ tới anh rồi ha. Rồi chúng ta trò chuyện đi hai bạn. Thì sao nói chuyện qua hàng rào nó dễ hơn hả chị? Em có gì muốn hỏi anh không? Dạ nãy anh nói anh tên gì em không nghe được. Anh tên Phan Trần Hoàng Phúc, anh 25 tuổi. 25 tuổi à? Đúng rồi, tuổi dạ. Quý Dậu. Còn nãy anh có nghe em bao nhiêu tuổi không? 27 tuổi là dạ, như tuổi 10. Dạ đúng đúng rồi. Dạ anh thấy em sao? Anh thấy em dễ thương, biết làm cái này cái kia rồi tự tay làm cái này thì dạ, anh đúng thích. Rồi. Dạ, em cảm ơn. Nhớ như bạn gái cũ cũng hơn 2 tuổi rồi, không chịu cưới rồi chia tay đó. Em có dự định khi nào tiến tới hôn nhân không? Vậy là có duyên mà hợp yêu nữa đó, thì khoảng chừng 5 là được. Thì anh dự tính là 2 năm thôi, nhưng mà nếu mà có thể sớm hơn. Có thể sớm hơn à? Tại mẹ cũng hối rồi, mấy cô hàng xóm cũng nói tôi có cháu khoe ai hoài à. Anh đem cái đó thì anh không muốn hả? Thiếu sống. Dạ. Thì nếu mà có tổ chức đám cưới thì múa lân cũng được. Dạ. Rồi, không lẽ cũng vậy múa luôn hả? Múa lân. Dạ, độc lạ. Nếu mà mình hẹn hò thì mình hẹn ở đâu được anh? Anh sẽ lên thăm em. Còn như lâu lâu thì em muốn đi chơi Cần Thơ thì... Cần Thơ, Mỹ Tho đi có 2 tiếng à. Dạ đúng rồi. Dạ. Trung Anh cũng không ngại xa. Mình có lý do được rồi. Sau này lấy nhau về thì trong tiền bạc trong nhà kinh tế ai quản lý? Anh nghĩ ai quản lý được anh? Dạ em thì em nghĩ thường là nữ sẽ quản lý. Giữ chung cũng được. Dạ yeah. Tại vì nó quản lý nghiêm trọng á, giữ chung. Nhưng mà anh đừng có đi chơi nhiều là được. Đi chơi hết tiền không để dành được đâu. Anh cũng ít đi chơi lắm, đi chơi cũng chán rồi. Chơi chán. Quan điểm với con cái thế nào? Chưa có con cái mà quan điểm với con cái hả? Ủa phải nói chứ, thằng ông hay bắt phụ nữ đẻ lắm. Thí dụ thích con trai cứ bắt đẻ hoài, chừng nào ra con trai vậy thôi. Dạ vì con cái thì em trai gái gì em cũng thích. Hai đứa, một trai một gái là được. Dạ yeah. Rủ thí dụ không ra một trai một gái thì sao? Hồi xưa tôi cũng nói vậy đó. thì mình dự tính thì vậy thôi còn... Đằng nào cũng phải hai đứa cho nó vui. Còn trai gái thì tùy. Nhanh. Rồi bây giờ hai bạn nhìn thẳng vào mắt nhau. Mình nói cho đối phương biết cảm xúc hiện tại bây giờ của mình là gì. Lúc mà anh đăng ký chương trình này là khoảng 2-3 năm trước. Thì hôm nay gặp em ở đây thì cũng như là mình có duyên. Thì còn nợ hay không thì
mình sắp xếp. Dạ em nghĩ là em với anh gặp là duyên dữ lắm rồi ạ. Em lên chương trình chỉ muốn gặp người mà để mà gọi là cái duyên mà mình không biết mặt mà mình gặp á, nó cũng ý nghĩa lắm chứ không phải là đùa, để lên đây là để đùa. Chính xác. Nên là em muốn em với anh nếu mà có bấm nút á thì mình nên nghiêm túc. Chính xác là như vậy. Các bạn biết không, ở trên hai chiếc ghế này thấy vậy thôi chứ cái giá trị về thiêng liêng nó rất là cao các bạn nhé. Giá trị nhân văn cũng rất là cao. Có nhiều bạn không thích nhau, tim không đập, rung động, không bấm. Nhiều chàng trai đã không bấm các cô gái và nhiều cô gái cũng không bấm các chàng trai. Chúng ta không bấm vì bất cứ điều gì hết, mà chúng ta hãy bấm vì trái tim rung động. Không phải đến đây để ngồi chơi, nói chuyện xong rồi về, hay là bấm để xuống chơi. Mình không đùa nha các bạn nhé. Bởi vì khi mình đùa gặp nhau là xem như là nếu mà bấm sai là chúng ta mất duyên đó nha. Nên thật tình trái tim rung động hẳn bấm. Một, hai, ba. Hết thời gian. Xin mời bạn. Rồi mời em. Ủa sao em bấm không ăn? Em có bấm không? Bấm không ăn. Em bấm mạnh lên. Quà của em. Đấy, anh nói anh trai nghe, cái gì cũng phải quyết liệt, phải mạnh mẽ lên. Một cô gái gương mặt rất là phúc hậu, hãy chăm sóc cô ấy thật kỹ nha, em trai nha. Nắm tay nhau đi hai bạn. Tôi nghĩ rằng trong cuộc sống thì có rất nhiều điều trăn trở. Đôi khi chúng ta cũng không có làm được những gì ta mơ ước, nhưng mà hãy cố gắng nỗ lực thì chắc chắn nó sẽ thành công. Con xin phép bác gái thì hiện giờ là con tạm thời chăm sóc Hiền cùng với bác gái. Nếu đi xa nữa thì con chăm sóc luôn. Rồi, gật đầu rồi đó. Nổi húng. Quyết liệt lên nào, mạnh mẽ lên, mình con trai mà. Mẹ kia mạnh mẽ lên con kìa. Dạ, em anh không nghe. Dạ. Đây là chiếc vé xem phim cùng đạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Hãy đưa bạn gái đến đó xem phim khi mà có thể, có điều kiện ha. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang cấp BTX trên toàn quốc. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và đây, gửi tặng hai bạn một chiếc máy nước nóng với thương hiệu Senton. Và một chiếc máy nước nóng với thương hiệu Atlantic với tổng trị giá phần quà là 7 triệu đồng gửi tặng hai bạn. Phần quà đặc biệt là một chiếc Smart TV cao cấp UVC TV trị giá 9 triệu đồng sẽ dành cho hai bạn nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Bạn có thể kết nối Bluetooth điều khiển bằng giọng nói, đặc biệt là gọi điện thoại cho người thân ngay trên TV rất tiện lợi. Chăm sóc cho bạn gái của mình. Bạn trai. Cố gắng lên, chúc mừng hai bạn. Nếu chúng ta quyết thì điều gì chúng ta sẽ làm được hết. Dạ, em cảm ơn ạ. Rồi. Thôi, ngồi đi em trai. Rồi, xin mời nhà gái. Mời em trai giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Phạm Thành Dẫn, 34 tuổi, quê ở Long An. Em từng làm kỹ sư điện tử động hóa. Và công việc em đang theo đuổi là quản lý nông trại gia đình. Rồi, mình giới thiệu nào. Chào cô Hồng Vân, chào chú Quỳnh Linh, chào bạn Nam. Em tên là Lê Thị Giang Thanh, năm nay 26 tuổi. Dạ, công việc hiện tại của em là bartender tự do và là PG bán hàng là... Em đến từ Đắk Lắk ạ. Ủa là sao em làm việc ở Đắk Lắk, ở thành phố Hồ Chí Minh? Dạ, em đang làm việc tại Hồ Chí Minh anh ạ. Còn bạn Nam là bạn đang làm trang trại ở đâu? Đắk Lắk ạ. Đắk Lắk hả? Dạ. Ủa, ngược, Đắk Lắk hay Long An? Ngược đường vậy. Tức là bạn kia quê ở Đắk Lắk nhưng bạn ở thành phố Hồ Chí Minh, còn bạn này ở Long An nhưng bạn đang làm trang trại Đắk Lắk. Ồ vậy à? À, thực ra thì em cũng có chia sẻ với chương trình là em rất là thích quen bạn trai ở Đắk Lắk, tại vì nhà em thì cũng ở dưới đó hết. Sau này thì em cũng có hướng lập nghiệp là sẽ về Đắk Lắk. À, về Đắk Lắk hả? Dạ vâng ạ. Đắk Lắk ở buôn nào? Dạ em ở cái Đông Bắc Đắk Lắk ạ. Đông Bắc. Dạ. Dạ em cách đó tầm 85 cây số. À vậy à.
Rồi thôi về nước Đông Bắc làm đại dạ, cũng được mà. Đắk Lắk là quê hương thứ hai của em. Ồ vậy đó hả? Dạ. Ồ vậy là hợp lý rồi ha. Vẫn có thể nói cho bạn gái biết những cái ưu khuyết điểm của mình. Ưu điểm của em là tâm tính ngay thẳng, biết quan tâm tới mọi người, biết tự lập. Có điểm yếu gì không? Ngoại hình của em không có quan tâm, hình như ít quan tâm tới ngoại hình. Dạ. Em hay nhát, nhát gái anh. Nhát gái. Các gái cũng ngồi lên đây nè. Dạ, dạ đúng rồi. Mà dạng gái là đâu có ngồi đây đâu ha. Rồi giờ mình nói về cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi cưng. Ưu điểm của em là biết hát, biết nấu ăn, biết pha chế các loại đồ uống. Còn nhược điểm của em thì là em khá là thẳng tính, với lại khá nhút nhát. Nhưng mà đối diện với đám đông chứ có nghĩa là con trai có nhát không? Có thì thường em chỉ đứng nhìn người ta, nếu mà người ta lại nói chuyện thì mình mới dám nói chuyện, không thì em cứ đứng vậy đó. Bạn kia cũng nhát quá trời kìa, bạn nói bạn nhát gái quá trời. Như vậy thì em đã có mấy mối tình rồi? Dạ em có, chính thức thì chỉ có 2 mối tình thôi. Cái mối tình mà gần nhất để em chia tay rồi là được mấy năm rồi? Dạ 3 năm. Em với bạn đó thì là đồng tuổi, mà lúc đó thì em chỉ mới có 23 tuổi thôi. Lại bạn muốn có đích tới cùng nhau và kết hôn sớm ấy. Cho nên là em thì lúc đó, cái khoảng thời gian đó là em chưa có nghĩ tới là việc là mình sẽ kết hôn. Mà nếu mà bắt bạn chờ quá lâu, khoảng 4 đến 5 năm nữa thì em nghĩ bạn không có đời được. Thì em chủ động em dứt. Vẫn có mấy mối tình rồi? Tình thì em nhiều nhưng không có sâu sắc lắm. Dạ. Tình nhiều không sâu sắc là sao? Dạ tình toàn là tình thương tật gãy cánh đứt đuôi không. Tình gì lại rồi? Tình thương tật gãy cánh đứt đuôi hả? Thì nó không đến được với nhau thì thương tật thôi anh, tổng thương thôi. Nghe bị đắt quá. Dạ, bị đắt. Tình thương tật gãy cánh đứt đuôi. Dạ. Đầu tiên tôi mới nghe tình yêu vậy đó. Tình yêu thương thật á. Có cái mối nào mà nó dài dài mà tình cảm sâu đậm gì không? Dạ không anh, tại vì em đa số là đường ăn uống của em thuận lợi, nhưng đường tình duyên của em nó lận đận lắm. Rồi lý do sao mà đứt đuôi gãy cánh rồi nó tự... Dạ nó quay quạt. Hả? Nó quẹo dạ, mắt, nó ghê vậy. Chắc có lẽ là quen đúng người, nhưng hiện tại cái thời điểm đó là người ta chưa muốn quen. Người ta chưa có tìm ra được cái sự ổn định ở chỗ em. Em có thể cho chương trình biết là em ước mong có một người bạn gái như thế nào không? Biết chia sẻ, có duyên. Ngoại hình thì nhìn xinh xinh. Chỉ cần vậy thôi. Dạ, đơn giản vậy thôi. Đơn giản vậy thôi. Dạ, đơn giản vậy thôi. Vẫn không thích điều gì ở phụ nữ nào? Nhìn cái dạ, đó thấy ghét quá kìa. Không biết, không thích người phụ nữ chuyện nhiều. Chuyện nhiều? À dạ, chuyện nhiều. Chuyện nhiều là nhiều chuyện. À, chuyện nhiều để cho nó nhẹ anh. Không, chuyện nhiều nó khác à nha. À. Còn nhiều chuyện nó khác à. Chuyện nhiều chuyện ít ít. Nói chung là không thích nhiều chuyện đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Được chưa? Được rồi. Bây giờ thăm nhà gái rồi, nha. Mời ông. Dạ, chào chú Quỳnh Linh ạ. Trời ơi, chào cô gái. Dạ. Đắk Lắk, nhà gái thích có một chàng trai lý tưởng như thế nào? Em thích một người con trai điềm đạm, có một nụ cười tươi. Điềm đạm, nụ cười tươi. Không gia trưởng, không vũ phu. Không gia trưởng, không vũ phu. Dạ. Có gia trưởng không? Dạ, em không gia trưởng, em lớp trưởng. À, có vũ phu không? Dạ, không có vũ phu anh. Có phụ nữ không? Không anh, em men anh, có chuột anh. Rồi mình hỏi ý kiến người thân góp ý coi sao. Nên bé đi với ai nè? Em gái họ của em với lại 4 người bạn của em. Đầu tiên thì con thấy là ngoại hình thì ổn. Một phần là chị em muốn tìm một người là tiến tới đi xa hơn, chứ không phải là một người quen như nửa chừng rồi gãy gánh như anh nói như vậy. Nên em nghĩ là anh phải suy nghĩ chững chạc hơn trong mối quan hệ. Tại vì chị em không có muốn là đi tìm quá nhiều, chốt một người để đi đến cuối đời thôi. Anh rất là quan tâm tới bạn gái. Chỉ có cái khúc đầu là anh hơi quên tên. Tức là khúc đầu là hơi nó nhỏ. Dạ chị em tên là Lê Thị Giang Thanh. Dạ à, anh cũng nghe mơ mớ vậy. Nhớ chứ không phải là mơ mớ nữa nha anh, nhớ. Nhớ nha Thanh đó. Rồi cảm ơn nhà, cảm ơn em. Nhà gái. Mời đại diện nhà trai dẫn đi với ai? Dạ đi với ba và gia đình. À có ba bè. Ha. Dạ. Chú chào bác. Chào chú, chào cả nhà trai. Tôi họ nhà trai là Phạm Văn Thành, ông già Phạm Thành Dẫn. Tôi cũng hoan nghênh cho hai con, nếu mà được tán thành là bấm nút là tôi rất là hoan nghênh. Rồi thôi nói nhiều đó, không nói dài nữa. Mê cái chỗ bấm nút à. Mê chỗ bấm nút ha. Mê cái chỗ bấm nút. Bấm nút luôn ha.
Chắc cảm ơn bác. Tới luôn hả chú hả? Tới luôn á. Rồi, ok. Tới là làm cho tới luôn, làm liền luôn. Đám cưới rồi làm liền. Gia đình là chuẩn bị hết rồi đó. Đó, cả nhà mình đi đủ hết trơn hả chú hả? Cả nhà luôn. Giới thiệu sơ sơ coi. À, đây là chị vợ. Cô là dì hai ruột của Dẫn. Dẫn ơi, dịu dàng với nhẹ nhàng thì hai thấy có. Cái phần ngoại hình đó thì mong manh cao đó, thì bây giờ là tùy con lựa chọn, nhưng mà gia đình cũng nôn lắm rồi đó. Đúng với quê mình thủ thừa mình trọng gì chú? Nói chung là gia đình của Vẫn á là ở thủ thừa là gia đình kinh doanh, còn Vẫn á thì hiện tại là quản lý đất ở trên Đắk Lắk ở Esup. Đời trước đó là Vẫn là cũng là tốt nghiệp là kỹ sư, lương cũng đã 16-17 triệu rồi. Nhưng mà không hiểu một cách nào thì anh ta đam mê về nông nghiệp, rồi bắt đầu là cho ra từ lạch trên Đắk Lắk, là từ một thân một mình nữa rồi một quản lý. Dạ, à. Quản lý coi như là vừa cao su mà vừa có trái cây, vườn trái cây. Tổng cộng cả gia đình là tới ba gia đình là cũng phải là 50 mấy mẫu, 50 mấy hecta. Mà một mình Vẫn, một tay Vẫn quản lý. Trời ơi, bao nhiêu mẫu? 50 mẫu. 50 mẫu hả? Dạ, cả gia đình. Dữ vậy trời. Riêng của Vẫn là 30, còn tức là ba nói đó, một mình Vẫn thôi là 30 hecta rồi, là của riêng Vẫn, còn lại là 20 hecta là của các dì các cậu. Thôi về Đắk Lắk luôn. Về luôn. Kiếm về Đắk Lắk luôn. Tôi nghe mẫu mẫu không tôi mừng quá. Nông dân cực khổ lắm anh. Hả? Nông dân cực khổ lắm anh. Cảm ơn họ nhà trai nhà gái. Bây giờ mình mở rào cho hai trẻ gặp mặt nha. Mở rào. Bắt đầu đi Vẫn. Em chào anh, để em tặng trước nha. Dạ, em có món quà tặng anh, đó là hai quyển sách em rất là thích, đó là Đắc Nhân Tâm và Đường Đi Ăn Một Mình. Dạ. Còn cái này là cà phê sữa em đã pha sẵn cho anh rồi, em tặng anh. Rồi, cảm ơn em. Dạ. Này, tặng ạ. Đây là trái cây anh trồng ở trên Đắk Lắk á, quê hương mình á. Dạ. Đây là khung ảnh có gia đình khi em bắt động nó sẽ sáng. Rồi năm sau đi chơi trung thu với anh. Dạ, em cảm ơn anh nhiều. Món quà rất là dễ thương ạ. Đây đây, để đây cầm nổi không vậy? Nặng quá phải không? Dạ. Em ăn cái này thử là em tự làm luôn hả Vẫn? Dạ đúng rồi. Cái khung hình đó. Em có thử hương vị của Đắk Lắk không em? Dạ, em thử nha. Thử đi, thử đi. Con mời cô ạ. À rồi rồi, cảm ơn. Dạ. Cái này là vườn nhà mình đó hả Vẫn? Dạ, vườn nhà mình. Dạ, mời. Trồng gì Vẫn? Dạ, em trồng đủ loại trái cây anh. Này gì đây? Dạ, nhãn anh. Nhãn hả? Dạ. Trời, tròn do là ta đã ta. Dạ, cái nào tròn em thích đó. Nhãn, xoài, rồi quả na, mấy cầu na. Trời, giỏi quá. Dạ. Rồi, mời tâm sự đi nè. Dạ. Giỏi quá, anh Vẫn vàng quá anh Vẫn ơi. Dạ, cảm ơn chị. Đó, trò chuyện đi. Nào, uống miếng cà phê của em gái Đắk Lắk đi. Dạ, con có chuẩn bị cho chú với lại cô ở dưới sân khấu ạ. Có luôn đó hả? Dạ vâng ạ. Rồi bữa nay ăn nhãn cà phê. Trời ơi, cà phê Đắk Lắk số 1. Cảm ơn anh. Ta yêu nhau thì đưa về buôn mê thuộc. À, anh lần đầu tiên anh nhìn em thấy em rất là dễ thương. Anh rất là có thiện cảm. Dạ. Em cũng thấy anh thì em cũng thấy rất là dễ thương, rất là điềm đạm và trưởng thành. À, dạ. Cảm ơn em. Rồi về mình hẹn hò sao đó tính coi. Hầu như thời gian rảnh của em cũng ít, thường là đi chơi thì em sẽ đi chơi sau giờ tan làm ấy, cuối tuần thì em sẽ được nghỉ. Dạ không, mình trốn đại hẹn hò đi em. Trốn đại đi, không ai la đâu. Hay là những cách nào đó kéo cô về trở quê hương của mình đi, Đắk Lắk đi. À, nếu mà em muốn quay về yêu nhau thì về Buôn Ma Thuột. Anh sẽ đón em. Dạ. Rồi. Khoảng bao lâu thì em có thể chuẩn bị cho cái chuyện kết hôn em? Em thì chỉ cần gặp đúng người, đúng thời điểm thì em kết hôn thôi. Tại vì là em cũng không có đặt mốc. À, vậy đúng lắm mà, cái đó vậy đúng lắm. Dạ. Nhìn cái là đúng nè. Dạ. Nhìn đối diện cái là đúng nè. Các bạn có ghen không? Em không. À, anh có. Anh... em thì em ghen đúng chứ em không có ghen sai. Ai cũng đúng hết em. Nhưng mà nếu mà phản bội hay là gì là thôi em chấm dứt luôn.
Có nghĩa là em không, em rất là thẳng, tính của em cực kỳ thẳng luôn. Dạ. Lạng lạng là anh thấy là anh ghen liền. Thấy nào lạng lạng vòng vòng là ghen liền. Vẫn ai ạ? Khoái mấy người có ý đồ nó mới nói thẳng luôn. Dạ. Ghen, tôi ghen, không có sĩ diện gì hết trơn trời á. Ừ. Nếu vậy thì bây giờ em phải tính cái công việc. Dạ. Nghĩa là hiện giờ công việc của bạn á là bắt buộc là bạn phải có những cái mối quan hệ. Dạ. Ừ. Những khách hàng rồi này kia nọ, công việc người ta đến ăn uống này kia nọ các thứ. Thì em coi là tuốt ở Đắk Lắk vậy đó, rồi người ta ở đây vậy đó, mà ghen vậy đó, rồi tính sao? Thì em sẽ tới thăm thường xuyên hơn. Dạ, chắc chắn em sẽ cố gắng. Bây giờ nè, em cứ bước tới nắm tay bạn gái đứng lên hỏi nào. Theo em thì khoảng bao lâu em có mời về Đắk Lắk? Em khá là lành rồi luôn. Anh cũng rung lắm, rung lắm. Tim đang sao động. Khoảng bao lâu em về Đắk Lắk? Tết này em về. Vậy thăm anh nha. Dạ, có thể là em về luôn. À, dạ. Rồi, anh sẽ tại đón em là... Dạ, tại vì ở Sài Gòn thì cũng đâu có ai đâu. À, anh sẽ đón em tại bến xe. Đứa nắm tay nguyên chưa đâu. Vẫn hai tay nắm tay đi, nhìn nhau. Bây giờ giao lưu văn nghệ tí này cho nó tình cảm nào. Này em hát tặng một bài nhé. Khi gặp nhau phút đầu từ ánh mắt anh đã trao nụ cười. Khi ngày ngùng em nói mình cầm tay nhé, đưa anh qua những con đường tình yêu. Em chẳng thể dối lòng rằng em đã yêu anh từ lúc này. Nghe nhịp đập con tim, lòng mình thổn thức, em muốn ta là của nhau. Anh cũng tặng cho em một bài hát Hoàng tử trong mơ, hy vọng anh sẽ là hoàng tử đó. Chắc chắn rồi. Ai lớn lên không một lần yêu, khi biết yêu thì mơ mộng nhiều. Mơ người yêu thì chung, mơ tình duyên mặn nồng, trọn đời dài ngẫu trăm năm bình lâu. Trong giấc mơ anh là hoàng tử, anh đến bên em thật tuyệt vời. Anh người em mến thương, anh là ngôi thần tượng, trọn đời yêu chỉ yêu em mà thôi. Hoàng tử của em, hoàng tử của em. Được đó Dẫn, dạ. Được đó. Thôi về đi đi. Vậy mà bạn em nói em kêu bỏ hát thì đừng có hát. Không được mà, có duyên mà. Trời ơi, con này duyên ngầm đó nha. Chúng ta đã trò chuyện với nhau, đã trao đổi câu chuyện nãy giờ rồi. Tay cũng đã cầm tay, mắt chạm mắt. Vấn đề còn lại là con tim có rung động thật sự hay không. Nếu đúng, chúng ta bấm nút. Không thích, không cần bấm. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết 2. Thời gian. Hai tiếng cạch đồng điệu luôn. Trời. Rất đồng điệu luôn. Mừng quá, con tim đỏ au luôn. Được rồi đó. Dễ thương quá à. Rất là xứng đôi, đứng xứng đôi không chú hả? Trời ơi, ông ba mừng quá rồi, ông ba về. Ba nói câu rồi ba. Thì ba đây là ba của Dẫn, nuôi con này là cũng ba mấy mấy năm rồi. Muốn con có được tạo lập gia đình, được hạnh phúc như ba với mẹ. Vậy là ba rất là mãn nguyện rồi. Ba muốn tiến hành cử hôn nhân cho nó sớm trong cái năm 2020 này luôn. Trời ơi. Rồi. Ba có bằng lòng với cô con dâu tương lai này không? Ba rất là bằng lòng. Cảm ơn bác. Dâu tương lai nói gì với ba chồng tương lai đi. Em hứa với toàn thế giới, toàn nhân loại em sẽ báo hiếu thành công. Báo hiếu thành công. Rồi. Em nói câu gì đi. Con hứa bác là con sẽ cô con dâu tốt và biết quan tâm lắng nghe. Dạ. Ba cũng mong được ham có dâu lắm, ham có dâu lắm, mà có dâu được rồi rất là mừng. Đúng rồi, nếu mà hai con chấp thuận rồi thì cha với mẹ cũng tiến lễ hôn nhân cho nó lẹ làng, cho nó trong năm 2020 này luôn, trong còn cho nó có 2 tháng nữa. Ba thích có cháu nội không, nói luôn đi. Thích chứ, thích cháu nội lắm. Mà nếu vẫn có được cái cháu nội trai chắc đội đầu không. Thứ có cháu nội trai thành công. Rồi, rồi chú. Rồi. Tuyệt vời ha. Tuyệt vời, tuyệt vời. Rồi đó. Nay trọn vẹn cả nhà chứng kiến cái cảnh này là hạnh phúc rồi. Dạ, con hứa với nhà gái là con sẽ đón bạn gái về Đắk Lắk.
và con sẽ quan tâm chia sẻ với bạn gái, mong gia đình bên gái cho con thực hiện cái nghĩa vụ của chương trình. Đúng rồi, xin liền luôn vậy đó. Rồi không đi, xin trước luôn. Dễ thương đấy. Rồi, một cái bức tranh hạnh phúc trọn vẹn nha. Chúc các bạn mãi mãi như thế. Chúc cho tình yêu thăng hoa đủ lớn. Và chúc cho một ngày nào sớm nhất các bạn sẽ làm vui lòng cha mẹ, đặc biệt là thông báo cho chương trình là thành công. Thành công, đám cưới thành công. Ok. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc hair, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc hair dùng tốt cho cả nam và nữ. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda, tặng bạn sản phẩm nước khoáng Ghiềm Thiên Nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Sản phẩm được đóng chai ngay tại nguồn khoáng Đảnh Thạnh, đảm bảo chất lượng đồng nhất, giữ trọn vẹn các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Chương trình gửi tặng đến bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Này các ba cầm giùm đi ba. Thấy tội ông già không? Lại chào gia đình bên nhà trai cái đi bạn gái. Đó. Đó. Đây, 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 đây. Đó. Ủa, chào nhà gái. Bên đây rồi. Đây đi thẳng bên đây luôn cưng. Rồi. Trời ơi. Mong quý vị chúng ta tiếp tục với cặp đôi thứ hai. Và điều quan trọng nhất em mong muốn đó là người bạn gái đấy sẽ nói nhiều hơn em. Em sai lầm rồi đó. Có nhiều người đàn ông cũng vậy đó. Tốt gì bạn gái mình nói nhiều hơn mình. Tới chừng về nói nhiều rồi mệt mỏi lắm em ơi. Không, nhưng mà nói nhiều cho vậy như nhà cửa cho nó vui cũng được. Không có vui đâu em ơi. Vậy là hiểu bên nào nói nhiều hơn rồi đó. Cứu em với anh ơi. Mời nhà trai. Rồi, mời anh trai ngồi. Xin mời nhà gái. Rồi, bây giờ thì anh trai hãy giới thiệu lớn lên cho bình gái cùng nghe nha. Thì lần đầu tiên em xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Và chị Hồng Vân ở bên kia và bạn bé gái và tất cả mọi người trong trường quay ngày hôm nay. Xin tự giới thiệu về mình, em tên là Lưu Hoàng Minh và năm nay 29 tuổi, hiện đang sinh sống ở quận 12 và làm việc ở quận Tân Bình. Công việc của em là kỹ sư phần mềm. À, mình giới thiệu về mình đi nào. Em xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh, chào anh bên kia. Em tên là Võ Thị Mỹ Hằng, hiện tại năm nay em 27 tuổi, đến từ Lâm Đồng và hiện tại em đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ở quận Nhất ạ. Em hiện tại đang là chuyên viên tư vấn tại một công ty bảo hiểm Canada. À, dạ. Rồi. Bây giờ sẵn đây mình nói luôn về cái điểm mạnh và điểm yếu của mình luôn. À, thì mọi người hay nhận xét em là rất là hiền. Chị có thấy vậy không ạ? Hiền, em hiền. Dạ, rất là hiền, dễ thương và khéo tay. Có sự cảm thông và lắng nghe đối với mọi người. Dạ. Mình có điểm yếu gì không? À dạ, em có một cái điểm yếu đó là hay quên. Dạ, nhiều khi quên bạn trai nhưng mà những cái ngày kỷ niệm như đó em hay quên lắm. Điểm mạnh, điểm yếu gì giới thiệu cho nhà gái biết đi. À, thì điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng, biết mà làm việc nhà và nấu ăn. Đúng. Nấu ngon không? Ăn chắc là sẽ ngon anh. Sẽ ngon rồi. Không có hút thuốc, cũng không có rượu bia. Tốt. À, điểm yếu của em là do đặc thù là em làm công việc IT thì em cũng hơi khô khan một chút. Không sao, có tình yêu nó sẽ ướt át liền. Dạ. Em có mấy mối tình rồi? À, hiện tại thì mối tình chính thức thì em chưa có. Trước giờ em chỉ có yêu đương phương người khác thôi. Chưa yêu đơn phương lâu không? Cũng không lâu nhưng mà nhiều. nhiều đơn phương luôn hả? Dạ đúng rồi. Lý do tại sao em cứ yêu đơn phương em không dám nói hay sao? À, không, em cũng có tỏ tình 2 lần nhưng mà cũng thất bại. Người nào nở lòng nào trả lời để thất bại vậy ta? Đó, nhà trai như vậy đó, yêu đơn phương nhiều lần, thất bại nhiều lần. Thất bại nhiều lần. Chưa có mối tình nào luôn. Chưa có mối tình nào luôn, đó đúng là rồi. 29 tuổi rồi đó nha bé. Rồi bây giờ mình bên đây... Tình yêu của mình sao nè? Dạ, em có một cái mối tình chính thức, yêu nhau khoảng 5 năm. Chia tay cũng được hơn 3 năm rồi chị. Lý do chia tay? Tại vì hai tụi em thì mỗi người một cái hướng đi. Bạn trai em thì muốn về quê lập nghiệp, còn em thì em muốn ở đây. Thì đó là chính là lý do tụi em chấm dứt. Bất đồng quan điểm đó dạ. Ha. Thôi để mới em hỏi đi kìa. Chào em gái. Dạ, chào dễ anh thương. Linh. Bây giờ em muốn tìm một mối tình mới, nửa mảnh ghép dành cho cuộc đời của em như thế nào? Mẫu bạn trai của em thì cao hơn em.
Tại vì hiện tại là em mét 65 rồi. 65 thì... hả? Rồi, em muốn 66 trở lên được. Em muốn một bạn cao khoảng hơn mét 7. Đó. Và thân hình rất là khỏe khoắn. Tại vì em rất là thích chơi thể thao. Dạ. Và bạn ấy thì chân thành, biết chia sẻ và đồng hành cùng em trong công việc lẫn cuộc sống. Bây giờ em nghe em gái nói vậy em được bao nhiêu phần trăm em trai? Anh để tôi qua tôi em nghĩ chắc cũng được khoảng 60-70. 60-70 hả? Chứ anh nghĩ 90 đó. Dạ, em chào chị Hình Vông. Cái hình mẫu lý tưởng của em về người bạn gái là như thế nào? Hình mẫu lý tưởng của em thì em mong muốn người bạn gái mình cao trên 1m50. Yên tâm đây, nãy mới nói 1m65 rồi, dư luôn. Dạ, tóc dài. Dài luôn, có dài luôn. Dạ, hoạt bát và năng động. Có luôn, hoặc bắt năng động luôn. Và điều quan trọng nhất em mong muốn đó là người bạn gái đấy sẽ nói nhiều hơn em một tí. Tại vì em cũng hết. Em có nói nhiều không? Em nói từ lúc chị. Em sai lầm rồi đó. Có nhiều người đàn ông cũng vậy đó. Tốt gì bạn gái mình nói nhiều hơn mình. Tới chừng về nói nhiều rồi mệt mỏi lắm em ơi. Không, nhưng mà nói nhiều cho vậy cho nhạc cửa cho nó vui cũng được. Không có vui đâu em ơi. Cưng, mình đi với ai cưng? Dạ, hôm nay em đi đến với em trai, với chị sếp và các đồng nghiệp của em. Rồi. Em chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh. Chào em. Và chào tất cả các anh chị ở trên khán phòng này, cũng như tất cả các anh chị xem đài. Thì may mắn ngày hôm nay bạn Hằng đến đây và có chia sẻ là chị sẽ trao đổi một tí với Minh nha. Thì Minh nhìn rất là hiền, dễ thương. Em của chị cũng được cái hiền lắm, nói nhiều một chút thôi. Vậy thì bây giờ chị hỏi Minh một câu, khi mà lập gia đình với nhau á, thì em muốn hai bạn sống ở ngoài hay là sống chung với gia đình? Điều này thì em cũng nghĩ rồi, và em sẽ quyết định là tôn trọng quyết định của bạn gái. Nếu bạn gái là con một của gia đình và muốn ở cái gần chăm sóc với cha mẹ của mình thì em cũng có thể qua ở rể. Và nếu như cô ấy không ngại làm dâu thì có thể qua bên nhà em cùng sống. Rồi, chị cảm ơn Minh. Vậy thì theo em là một bạn nữ làm ở công việc ngành ngoại giao như vậy, thì bạn đi rất là nhiều và bạn gặp tương đối cũng khá nhiều khách hàng một ngày. Vậy thì điều đó có làm cho em ngại không? Thì em cũng không nghĩ là sẽ ngại. Nếu như mà tình cảm mà đủ tin tưởng lẫn nhau thì cái điều đó không quan trọng. Chị thêm câu nữa nha. Dạ. Minh rất là dễ thương, thật ra hỏi để cười xem có gì nói cho đứa em á mà. Theo Minh á, một mẫu bạn gái không biết nấu ăn thì đối với em nó có khó khăn gì không? Cũng không khó khăn, nếu như không biết nấu thì em có thể nấu. Và sau này cũng phải chỉ có thể chỉ cho bạn ấy nấu được vài món cơ bản cũng được. À chỉ, dạ. Nhưng mà em có nấu luôn được không? Được luôn chị. Được luôn, dạ. Rồi. Thôi chị hỏi tới đây chị nghĩ chắc đủ rồi. Dạ em cảm ơn chị. Rồi. Đấy. Em Minh đi với ai? Dạ em đi với mẹ và các bạn đồng nghiệp. Chào Văn và chào chú Quyền Linh. Thì chị đây là mẹ của Lưu Hoàng Minh. Cô thấy sao cô? Thì cô thấy cô này cũng dễ thương, cũng thấy cũng vui vẻ. Thì cô ok rồi, gặp Minh được là cô được à. Rồi đại diện đồng nghiệp của Minh nói một câu gì đi. Dạ con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quyền Linh. Chào chị, chào anh đàn gái và chào tất cả mọi người trong khán phòng ngày hôm nay. Dạ con tên là Ngọc, là đồng nghiệp của anh Minh. Làm chung công ty. Thì nhận xét của con về anh Minh á, là anh Minh rất là hiền lành và dễ tính, người cực kỳ dễ tính luôn, rất biết thông cảm cho người khác. Có thể là anh Minh không phải là người giỏi về ngoại hình, không giỏi về ăn nói, nhưng mà anh Minh rất là chân thật. Và chị nghe em hỏi thật sự là hỏi chị là lúc mà anh Minh nói về những cái mối tình mà anh Minh không tỏ tình không thành công thì chị nghĩ như thế nào ạ? Cái điều đó nó cũng rất là bình thường thôi. Tại vì đối với Hằng á, thì khi mà Hằng bước trong một mối quan hệ, Hằng cũng quan trọng cái người rất là người ta chân thành. Hằng cũng rất là quý trọng điều đó. Tại vì trước đây khi mà Hằng quen những cái mối tình của Hằng á, thì Hằng chỉ biết một người đó thôi. Ủa rồi chị, cô muốn hỏi chút xíu đây. Vậy sao trong công ty của Minh có nhiều đồng nghiệp nữ vậy mà sao Minh không cua được ai vậy? Dạ đây thật ra mà tụi con như anh Minh giống như là một anh cả và những người em. Thì tụi con quý anh Minh như là anh hai vậy đó. Tại vì anh Minh cũng lớn tuổi hơn tụi con cũng một khoảng á, cho nên với lại nguyên một vàng đi theo là mong muốn có chị dâu lắm. À vậy đó hả? Dạ. Chị bên này rất là xinh nha anh Minh, và chị rất là khéo ăn nói, và hy vọng không phải chuyện ngoại hình thì chị hãy lắng động một chút xíu. Và những cái gì em mới chia sẻ, thật sự là anh Minh rất là người để chị có thể tin tưởng sau này. Nhìn rồi thôi mở rào đi ông mối ơi. Rồi mở rào. Em cảm thấy gánh nặng quá chị. Ráng lên Minh. Dạ.
tấn công Minh. Quá trời quà cáp kìa trời ơi. Bên nhà gái tôi nhận phụ nè. Anh chào em, thì lần đầu tiên anh có một con giỏ hoa tặng em. Ờ, xinh quá, cảm ơn Minh. Và anh có một con gấu bông để tặng em. Thì mong là những lúc mà cô đơn em he buồn thì có thể nhìn thấy nó và nhớ anh. À, cảm ơn anh. À, cũng rất là trùng hợp, cái món quà hôm nay em chuẩn bị nó cũng liên quan đến gấu. Anh có thấy mắt em bị thâm không? Thấy. Dạ, bởi vì cái món này, để mà làm nên món này em phải thức đến mấy đêm và tự tay em làm. Và em hy vọng rằng từ nay về sau thì anh cũng sẽ có gấu rồi. Anh cảm ơn em. Dạ. Dễ thương quá vậy. Anh rất là dễ thương. Đi đâu bỏ túi nha mình. Thì không biết lần đầu mà gặp nhau thế này em cảm nhận đầu tiên về anh như thế nào? Đúng là anh rất là ít nói. À, anh cũng hiền. Và cái điều em cảm nhận ở một người con trai mà làm ngành kỹ thuật á, đặc biệt IT đó, rất là chân thật á. Đó là những cái cảm nhận của em về anh. Thì không biết cái ba ấn tượng gì khi mà anh gặp em? Thì anh đầu tiên là em thấy em có một mái tóc rất là đẹp. Dạ, cảm ơn anh. Một nụ cười rất là rạng rỡ và một món quà rất là xinh. Không biết là thường là anh làm công việc á, thì thường là buổi tối hay là cuối tuần thì anh hay làm gì? Thông thường buổi tối thì do anh làm việc nhiều với máy tính cho nên buổi tối anh thường hoặc xem phim hoặc là ngủ để thư giãn mới thư giãn đôi mắt. Và cuối tuần thì nếu như có bạn bè rủ thì anh mới đi cà phê, còn không thì anh cũng ở nhà là nhiều. Anh nên có sở thích gì đặc biệt không ạ? Thích xem các môn thể thao, như xem đá banh hoặc là xem tennis. Mà anh chỉ thích xem chứ anh cũng không thích chơi. Anh có thích chơi thể thao không? Thể thao thì anh chơi cũng không nhiều lắm. Anh cũng biết chơi bowling. Môn đó em cũng thích đó. Vậy thì hy vọng là sẽ có một ngày sớm nhất mình sẽ đi chơi cùng nhau. Dạ, em cũng hy vọng vậy. Anh có câu hỏi gì cho em không? Chưa hiểu bên nào nói nhiều hơn rồi đó. Thôi bí rồi đó. Cũng em với anh ơi. Giờ nào hỏi nè, bây giờ mình hẹn hò thế nào, em thích cái gì? Thì em thích buổi hẹn đầu tiên mình sẽ hẹn ở đâu? Em thì cũng thuộc tiếp hơi lãng mạn một xíu. Có thể là đi xem phim, ăn tối. Lên tầng 81, uống cà phê dưới mưa. Uống vậy bệnh không? Lãng mạn kệ, nó lãng mạn trước thôi. Mình tính sao? Linh đi coi kịch ma đi. Trời ơi. Rồi thằng nó sợ, nó sợ, nó la lên xong rồi nó phải ôm vô bên đây, ví dụ vậy đó. Đó, lãng mạn là vậy đó ha. Tim cái lỗ tai của em là lỗ tai đẹp lắm luôn á. Nếu mà nói về tướng số, lỗ tai này là giàu lắm luôn. Lấy cái người đàn ông này không bao giờ nghèo được luôn á. Tiến tới nắm tay bạn gái, hát một bài nào đó tặng bạn gái, nắm hai tay để giao lưu về cảm xúc. Cho anh nắm. Cưng quá. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với nhau một câu sẽ yêu trọn đến cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì em yêu ơi xin em hãy cứ tin. Cảm ơn anh. Em gái có thể đáp lại một bài nào đó. Em sẽ tặng anh một cái đoạn ngắn trong ca khúc Là Con Gái Thật Tuyệt. tự nhiên cái sở đoạn của em nó lại tái phát rồi, quên bài thì ngày gọi tia nắng long lánh qua hàng mi, trên nụ cười em tươi lung lên trên phố, ngày ngùng em bướng đôi chân như thoát rồi đôi tay nhưng cất lời tình yêu đầu tiên là em hồn nhiên, vui là con gái ha, vui là con gái hay yeah. Dạ xin hát. Thì cảm xúc của anh hiện tại rất là rung và cũng rất hồi hộp. Thật tuyệt vời khi mà anh được ở trường quay này ngày hôm nay. Bởi vì điều đó nó sẽ mang anh đến cho em. Ok, về ghế đi mình. Có thể anh ấy không phải là một soái ca, nhưng tâm hồn, sự chân chất của anh ấy, sự chân tình của anh ấy, sự bảo bọc của anh ấy xứng đáng là một người của gia đình. Cô gái hãy suy nghĩ thật kỹ để đưa ra quyết định. Bắt đầu. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Thực sự lúc mà Hằng bấm chị vui, chị vui lắm luôn. Tại vì thằng con rể của chị nó cũng làm IT. Thì nó là một người đàn ông đúng nghĩa của gia đình luôn. Nó không hào hoa, không phong nhã, nó không miệng mồm, nó không gì cả, nhưng mà
cho đến thời điểm này á, là chị hoàn toàn có thể tin tưởng chị, để con gái chị, để cho nó lo từ A tới Z của chị. Đầu óc chị vô cùng và là yên tâm về cái điều đó. Thì chị nghĩ rằng bạn này có một chút gì của thằng rể của chị. Đầu tiên là về cái tướng số, chị nói là không bao giờ em nghèo, em yên tâm nha. Nha. Chỉ có từ đây mà đổ đi lên thôi chứ không có đi xuống nữa. Ok. Nắm tay nhau thật chặt nha. Bạn bè của Hằng hãy tin tưởng vào anh sẽ cố gắng. Rồi, bây giờ sẵn trao nụ hôn đầu đời của Minh cho Hằng đi. Anh xin phép. Mời nhà trai. Rồi, chào anh trai. Trời ơi, dạ, chào quá. Dạ, dạ. Mời em ngồi. À, xin mời nhà gái. Hôm nay hai bạn đã có mặt ở trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, cách cái hàng rào thôi. Mời em trai giới thiệu về mình. Cho em xin gửi lời chào tới anh Quỳnh Linh và chị Hồng Vân và tất cả quý vị khán giả có mặt trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò ngày hôm nay ạ. Xin giới thiệu, em tên là Phạm Văn Huy. Phạm Văn Huy. Dạ, quê ở Nam Định ạ. Bao nhiêu tuổi Huy? Dạ, em năm nay 30 tuổi. 30 tuổi? Dạ. Huy làm nghề gì? Dạ, em là sản xuất âm nhạc với lại phòng thu. Wow, vậy mời đó bạn hả? Thử. Rồi cưng, em giới thiệu đi. Dạ, em xin chào hai MC rất là dễ thương của chương trình, anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Chào cùng em. Toàn thể quý khán giả đã được có mặt ngày hôm nay. Dạ, em tên đầy đủ của em là Huỳnh Thị Diệu Mỹ. Năm nay em 29 tuổi. Hiện tại em đang là bảo mẫu tiểu học tại trường tiểu học Vinschool Central Park. À, chị rất là thích nghe cái chữ bảo mẫu, tại vì con chị là nó nói về mấy cô bảo mẫu rất là đáng yêu. Mỹ Mỹ là dạy ở quận mấy vậy? Dạ, ở Bình Thạnh. Bình Thạnh. Bình hả? Dạ. Còn Huy là ở quận mấy? Em ở quận 12 ạ. Quận 12. Dạ. Bình Thạnh ở quận 12 thì cũng không đến nỗi xa dạ, lắm ha. Em dạ. Nói luôn về cái điểm mạnh và điểm yếu của mình luôn đi. Dạ, điểm mạnh của em là em thích ca hát và em có thể hát bất cứ nơi đâu. Ồ. Dạ, sẵn giờ tiện. Em hát dạ. Bài nào cho nó xôm xôm nữa. Dạ được, dạ được. Để coi nhà sản xuất âm nhạc bên đây coi sao nè. Dạ dạ, vậy sẵn đây em xin tặng bạn Huy và mọi người một ca khúc cũng khá là vui. Bài Người Hãy Quên Em Đi. Dạ em hát bài này không phải là muốn cái thằng bên kia quên em đâu nha. Ok. Dạ. Người hãy quên em đi. Dạ. Người hãy quên em đi và đừng yêu em nữa. Bên kia hát chồng nếu đi. Anh không bài còn gì để vương dạ, vấn. Người hãy quên em đi, đừng chờ mong chi nữa. Tiếc thương gì cho lòng thêm xót xa, vì tình yêu này sẽ chẳng lâu bền. Vậy coi như mình kết thúc êm đềm, tình yêu như là gió thoáng qua thêm. Người hãy quên em đi. Yeah. hay quá. Hay quá. Được không, nhà sản xuất âm nhạc? Dạ, hay dạ. Bạn Huy thấy sao bạn? Chưa hết trơn đã cảm thấy là lung túng trong người khi nghe giọng hát. Mai qua phòng thu quảnh luôn. Dạ. Rồi bây giờ em hát đáp lại bên đàn gái có coi nào. Em hát bài của anh Ưng Hồng Phúc đi. Tôi không tin nha. Rồi. Tôi không tin đời tôi có em rồi phải xa em suốt đời. Nắng ấm nơi người xa thật xa, cớ sao lại cho mưa gió nơi này. Tôi không tin tình em dễ yêu rồi dễ quên nhau mất rồi. Đã thế nay tình tôi đành thôi, không còn nhớ đến ai. Hay quá. Được rồi. Bên kia hát Người Hãy Quên Em Đi. Dạ. Bên đây hát bài Anh Không Tin. Tôi không tin. Đó. Ồ, mà sao? Coi như không tin quá. Là mình hãy quên nhau đi, mà mình phải yêu nhau đi. Dạ, đúng rồi, đúng. Em trai. Dạ. Điểm yếu của em là gì? Điểm yếu của em là ngủ ngáy. Ngủ ngáy. Với lại hơi sợ ma một xíu. Trai mà sợ ma hả? Trời ơi, tôi tính là nói hai người mà có quen nhau rồi đến coi kịch ma bên tôi mà ông nói vậy thôi, sao tính mời được trời. Tại vì chắc một mình em thì em sợ, hai người không biết. Cái bữa nào thử nó sao đi. Dạ. Mốt mời hai bạn đến sân khấu kịch Hồng Vân. Dạ. Phú Nhuận nha. Dạ dạ. Rồi bây giờ mình nói một chút đường tình duyên bên đàn gái cho đàn trai nghe đi. Đường tình duyên của em nó cũng khá là lận đận. Phận là con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy sao sông rộng đường dài. Thì không? Chưa yêu ai hả?
Dạ, thực ra thì đối với em lúc trước á, lúc mà em còn học, đi học trong ghế nhà trường thì em tính tình của em rất là đóng, tức là em hơi nội tâm á. Em thích cái gì, em thích hát nhưng mà em rất là nhát. Rồi khi mà em ví dụ em có tình cảm, em thích một bạn nào đó thì em lại không có dám nói ra. Thì sau khi mà em đi làm, em ra trường em đi làm thì tự nhiên em phát triển lên, em muốn thay đổi con người em tự tin lên, thì tự nhiên là nó bị khập khiễng đó chị. Khập khiễng lúc trước là mình không thổ lộ, quá khép kín. Dạ, bây giờ là rồi. Mình lại open quá, mình open quá, xong là over luôn, bị over, đúng over không? Luôn. Em đi thể hiện tình cảm của mình cho những người mà em thích, em có tình cảm hoặc là em nghĩ là người ta có tình cảm với em. Thế là em cứ thể hiện quá trời luôn. Và cuối cùng thì không có thành công được. Không thành công. Dạ, luôn. Đúng rồi, mà nói tóm lại là cái bài đó cực kỳ hợp với em. Chưa một lần yêu ai. Dạ. Nhìn về thôi tương nhìn lai. Tức là nhìn về tương lai đó mà. Chưa yêu ai đúng không? Chào em. Dạ chào chị. Trẻ măng trẻ mẳng vậy luôn á hả trời. U30 rồi chị. U30 rồi á. Dạ. Hả? Trẻ lắm em ơi. 30 tuổi mà trẻ măng trẻ mẳng. Em có mối tình nói cho chị Vân nghe đi. Em thì chính thức là có hai mối tình. Một mối tình thì ngày xưa bố mẹ em ở ngoài quê á. Về quê xong rồi nhà bác á có đám cưới. Thì đêm đó em tới đó em hát một bài xong rồi tự nhiên quen luôn nhưng mà cái tình yêu nó hơi bị xa, tại vì ít gặp lắm, một năm gặp khoảng mấy lần thôi, tại vì bạn nó đang ngoài Hà Nội mà em lại ở trong nói chung này. Là yêu xa đúng không? Dạ đúng rồi, yêu xa. Còn mối tình thứ hai vậy cũng yêu xa, cuối cùng là chia tay hết. Dạ, cả hai mối tình rồi. Là chỉ vì yêu xa đúng không? Dạ đúng rồi, mối tình này gần nè. Bây giờ em muốn tìm một người yêu như thế nào? Dạ thì một cô bạn là tính tình hơi hiền chút. Hiền? Dạ, hiểu chuyện chút xíu rồi. Ai cũng hiểu chuyện. Bây giờ chị nói cho em nghe này, cái người bạn gái bên đây có những đặc điểm như sau: 29 tuổi mà chưa một lần yêu ai, tinh khôi nghe. Dạ. Và có một cái nét gì đó của chị bóng hồi trẻ. À, có tuyệt vời đấy. Hơn như thế nữa thì em sẽ tự tìm hiểu. Dạ. Còn bây giờ tôi xin mời ông. Bóng hả? Bóng bằng bàn, lên ăn cơm vàng, cơm bạc người ta. Đó, chàng gái cũng có răng khểnh chút chứ. Thì y chang bóng hồi đó mà lại. Em không thích điều gì ở đàn ông? Dạ, em nói cái điều em thích ra nha. Em thích một người đàn ông, Người đàn ông, Phải bản lĩnh đàn ông, mình phải ga lăng. Dạ, đối nhân xử thế em thích cái chỗ đó nhất. Mình đối nhân xử thế với mọi người xung quanh. Dạ, phải vui vẻ, em thích một người đàn ông vui vẻ nè, hài hước nè. Dạ, rồi không cần phải có tài lẻ gì nhiều đâu. Và cao đó anh, em thích cao. Cao. Cao hơn em. Bạn rồi không đó. Thích điều gì đàn ông? Em đến 55. Dạ, không sạch sẽ. Không sạch sẽ. Dạ, em thích một người phải nói là mình bên ngoài mình phải biết chỉnh chu, mình gọn gàng, mình sạch sẽ. Tại vì em ở nhà em là em hay làm việc nhà, là em nhà em không sạch sẽ vô. Bây giờ cho người thân góp ý kiến đi rồi. Đúng mở rồi. Rào ra nha. Đúng rồi. Em gái đi với ai? Dạ em đi với chị bạn thân của em. Em xin chào anh Hiền Linh và chào chị Hồng Vân ạ. Chào em. Dạ em xin tự giới thiệu, em tên là Thanh ạ. Em là bạn của Mỹ ạ. Em thấy bạn trai này có hợp với Mỹ không? Ấn tượng tiên của em thì hai bạn có chung sở thích rồi. Em nghĩ là hai người match nhau cũng khoảng 70% rồi ạ. 70% trở lên là ok rồi. Dạ. Mỹ ơi, bạn này được đó. Rồi, cảm ơn em. Dạ. Huy đi với ai Huy? Dạ em đi cùng với người anh trai. Anh trai đồng nghiệp, đồng nghiệp. À, lần đầu tiên xin cho em gửi lời chào đến anh Quỳnh Linh với lại chị Hồng Vân ạ. Theo em thì bạn nữ này cũng khá xinh, nói chuyện rất là hoạt bát, và nhất là cũng có cái sở thích là ca hát chung với lại Huy, cho nên em nghĩ là hai người cũng khá là tương xứng với nhau. Rồi, bây giờ thì mình mở rào cho hai bên gặp mặt để họ tự trao đổi với nhau nha. Mở rào. Hồi hộp hả Linh? Hồi hộp hả? Có gì đâu hồi hộp, coi như mình mời bạn gái vô phòng thu âm vậy thôi ha. Bắt đầu đi Huy. Ủa? Chào anh có cái bông hoa tặng cho em. Dạ. Anh tự làm. Dạ anh tự làm. Rất vui. Mở ra đi em. Cái gì vậy cưng? Tặng gì ạ? Cái bông hoa em tự làm. Ờ nhưng mà ý nghĩa em nói ý nghĩa về món quà của mình đi. Dạ cái bông hoa này thì em tự đặt tên nhớ là bông hoa tỏ tình. Bông hoa tỏ tình hả? Dạ tại vì em tự làm mà. À. Dạ. Đó là đơn giản thôi chứ. Dạ. Hy vọng em sẽ thích. Dạ em thích. Dạ em thích. Rồi em mở quà của bạn nữ đi cưng. Huy. Mở quà. Dạ từ từ nhanh Huy, cái chừng bất ngờ đó anh. Trời ơi, quả trứng. Vậy. Dạ. Được nhanh rất gì ta?
Dạ, cho phép em đọc nha. Rồi rồi, đố anh luôn á, cái này là một tên một bài hát anh. Rất vui được gặp nhau à. Ủa, cái bài hát này là bài hát gì của ai ta? Dạ, dạ. Em thuộc bài này không? Dạ, em sẽ hát tặng anh luôn. Cảm ơn em. Ủa, tại sao tặng trứng là rất vui gặp nhau là sao? Dạ, đây là cái món ăn mà gần đây em rất là thường ăn. Và cái này là cái món ăn mà thường nhật giản dị. Nó ít dầu mỡ và nó tốt về sức khỏe. Yeah. Ý nghĩa đó là ngon, bổ, rẻ. Em cũng rất thích trứng luôn. Vậy anh có muốn nghe bài hát không? Có, em hát thử cho anh nghe khúc. Ta nhận ra nhau trước khi gặp nhau, tự như trong tiềm thức đã từng mơ như thế. Anh và em những gương mặt xa lạ, đến với nhau bằng tâm hồn thân quen. Hay quá quý vị ơi. Ánh mắt đó chạm nhau, bối rối cứ thật lâu, để khoảnh khắc này mãi đậm sâu. Rất vui được gặp nhau, dù ngày sau ai biết sẽ đi về đâu, chỉ cần ta khẽ nói với nhau một câu trước khi mọi thứ bắt đầu. Rất vui được gặp nhau. Yes. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Và chắc là tôi xin được tặng cho bạn một chút xíu âm nhạc đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Bài này, bạn ấy nghĩ là nó rất là ý nghĩa luôn. Tại vì khi mà anh đi tới chương trình này là anh đã chuẩn bị rất là kỹ. Anh trân trọng điều đó. À. Về bên nhau ta say mơ ước yêu nhau dài lâu, cố quên ưu phiền trọn đời ta sống cho tình thêm nồng. Quên cuộc đời dối trá, lòng người phôi pha, tình ta còn lâu bên mãi trong cơn mộng say. Về bên nhau ta say mơ ước yêu nhau dài lâu, nắm tay vui cười nguyện đời ta sống cho tình thêm nồng. Sẽ không còn buồn chán ngát đường tình thênh thang, và ta sẽ yêu nồng cháy quên đi ngày mai giấc mơ một cuộc tình. Wow. Hai bạn này gặp nhau cứ hát mãi rồi yêu nhau thôi, khỏi cần nói gì cả. Nói chuyện. Âm nhạc nó sẽ kết nối hai trái tim lại với nhau. Rồi thôi mình ngồi ghế mình tâm sự đi. Mình cảm nhận về nhau đi. Anh có muốn hỏi em câu gì không? Muốn hỏi em là em khó tính không? Theo như mới gặp vậy thì anh có thấy em khó tính không? Mới gặp thì không khó. Cũng không dễ khó thương hả? Đúng rồi. Dạ. Cái ấn tượng đầu tiên anh nhìn là khi mà gặp anh á, em nở cái nụ cười mà chỉ làm cho mình nó bị sao xuyến luôn. Dạ. Thì đó thì nghĩa là em cũng theo anh là nhìn em là em khó tính. Còn em... còn em nhìn anh sao? Thôi trả lời câu hỏi của anh trước. Ừ. Dạ, em là một người rất là dễ tiếp cận. À. Rất dễ tiếp cận nhưng mà khó chinh phục nha. À, dạ. Vậy theo anh Huy thì quan điểm của anh về tình yêu là như thế nào? Quan điểm của anh về tình yêu thì chỉ là hai người có cảm thấy hai con tim cùng một nhịp đập. Hai con tim cùng nhịp đập hả anh? Ờ, nghĩa là hai người cùng cảm nhịp với nhau á. À. Cùng cảm xúc với nhau. Dạ. Sẽ đi tiếp cái chặng đường của mình sắp tới. Dạ. Nghe có qua có vẻ nó hơi sến sến anh ha. Đúng nhưng rồi. Mà sến nhưng mà thiệt. Nhưng mà nó thật em thích cái gì đó sến mà thiệt á anh. Dạ. Các bạn đã có dự định là kết hôn chưa? Em đã cái tuổi này là đã suy nghĩ chuyện lập gia đình chưa hay là chỉ là yêu thôi? Ba mẹ của em và các bác ngoài quê á. Tại vì gia đình em đã chuyển vô đây từ bé rồi. Nên vô đây thì em sống thì tới 30 tuổi vẫn chưa có. Nên các bác ở ngoài quê hơi bị hoang mang. Với lại bố mẹ cũng vậy, cứ hối xong em lấy vợ đi. Tại vì nhà có hai anh em á. Nên mẹ cứ kêu là xong lấy vợ đi, thằng em mày lấy trước. Dạ. Còn về cái quan niệm mình hôn nhân thì có thể là... Mình chắc luôn đi, đừng có thể anh. Chắc hả? Hôn nhân thì trong khoảng... 6 tháng đổ lại, trong thời gian đó mình sẽ tìm hiểu nhau, xem sẽ ok hơn để hiểu với tính cách nhau. Tức là anh chuẩn bị về điều kiện, cơ sở vật chất đồ đó là ok hết rồi ha? Ok, thì chắc chắn là bằng mọi giá phải có điều kiện để cưới em chứ. Mình tìm hiểu nhau khoảng 1 năm hoặc 1 năm rưỡi thì có thể tiến đến hôn nhân là đẹp đó anh. Đúng rồi, anh nghĩ các bạn, quan trọng là em có bấm nút không? Để tối nay em về em trả lời mail anh biết liền. Ờ vậy hả? Chắc rồi bây giờ sao ta? Yeah.
Em hãy tiến tới và nói với bạn gái một câu gì đó, suy nghĩ điều gì trong lòng của mình để chúng ta có thể tiến hành bấm nút. Vậy thôi. Đôi khi anh vô tình anh được đứng trước mấy ngàn khán giả là anh không run. Nhưng mà anh gặp em anh rất là run. Chắc là anh đã có cảm xúc thật sự với em. Và nên lát chúng ta, anh rất mong em bấm chuông để chúng ta có một những ngày tháng tìm hiểu ra. Vậy ha. Rất chân thành, rất chân thành. Rồi. Mọi người chúng ta sẽ đưa ra quan điểm của mình bằng nút bấm. Nút đâu? Bên trái anh. Bên trái đây. Đó, rối rồi, rối không tìm ra được cái thế để bấm rồi. Chúng ta hãy lắng lại 30 giây cảm nhận xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Nếu phải, chúng ta bấm nút. Và khi bấm nút, chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Nếu cảm nhận không phải, không cần bấm. Hãy đưa ra quyết định của mình, nhìn về phía trước. Nhìn phía trước anh. Một. Hai. Hai. Bấm trước luôn rồi. Ba. Hết thời gian. Rồi, hãy nắm tay nhau đi. Cho anh nắm nhẹ. Rối rồi, rối kìa trời. Ôi, ống rung thiệt kìa trời ạ. Ôi, tay sao lạnh như vậy trời. Này, bạn gái là chủ động hết đấy. Thôi bây giờ thì bạn trai có điều gì muốn nói với lại gia đình bạn gái hay không? Sau đó thì xin phép được hôn cái hôn đầu tiên ở má của bạn gái. Hôm nay chúng con đã bấm bấm chuông rồi. Không có chuông, ở đây phải lan và điệp. Nút mà bấm nút, đây. Nút, nút. Chúng con đã bấm nút rồi thì trái tim cũng đã nổi đỏ rồi. Thì xin phép hai bác cho con hôn hôn chán nhẹ của em cái cho hôn đúng. Nhãn hàng máy lọc nước cao cấp Makano tặng bạn một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm Makano tại các đại lý chính hãng trên toàn quốc. Máy lọc nước phong thủy Makano thiết kế độc đáo, lõi lọc ceramic siêu bền, màn lọc RO nhập khẩu từ Mỹ. Đặc biệt, máy lọc nước ion kềm dầu hydrogen đem đến nước sạch và tốt cho sức khỏe. Nếu hai bạn tiến đến hôn nhân, Makano sẽ tặng máy lọc nước phong thủy ion kềm trị giá 13.800.000 đồng. Makano phong thủy ngũ hành vượng khí thăng hoa, gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu từ Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu từ Thái Lan, bảo hành đổi mới năm đầu tổng giá trị 7.000.000 đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Dạ, xin cảm ơn. Mình thích cái hoạt động bên ngoài như du lịch, hoặc là thích nuôi chó, chơi với chó, và có hoạt hình Doraemon rồi. Con thường là đi du lịch vào những lúc rảnh. Ngoài ra thì con còn nuôi chó tên Dương. Ủa, tình con người luôn hả trời? Mình trải qua được 3 mối tình sâu đậm, nhưng mà tất cả hồi đó giờ chắc phải chừng mấy mối. Nhưng mà thực sự là mười mấy? Dạ, thật sự là 13. Như vậy là chúng ta đã thấy tình yêu bắt đầu xuất hiện ở cặp đôi đầu tiên. Còn bây giờ thì sao? Chúng ta phải gặp ngay cặp đôi thứ nhì xem họ sẽ tìm được nhau hay không. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Dạ. Xin mời nhà gái. Mời em trai. Xin chào anh Linh ạ. Em chào chị Vân ạ. Em chào bạn gái bên kia và chào mọi người ở đây trường quay. Em tên là Mai Vũ Trương. Em hiện tại đang làm kỹ sư điện ở khu công nghiệp Avata. Hiện tại em đang sinh sống ở Biên Hòa. Dạ, năm nay em 28 tuổi. Còn em? Dạ, con chào chủ Quyền Linh. Chào cô Hồng Vân, chào toàn thể khán giả và chào bạn bên cạnh. Con tên là Phan Thị Tú Uyên, hiện tại là năm nay 26 tuổi, đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Đang làm marketing và sale tại Bảo Lộc ạ. Mảng gì? Dạ, bất động sản. Rồi, đàn trai hãy nói một chút xíu ưu điểm và khuyết điểm cho đàn gái biết đi. Thì ưu điểm của mình là hiền lành, sống rất là tốt với bạn bè. Mình hay nói chuyện, mình chia sẻ, làm cho bạn mình vui. Dạ. Em đây là em thích cái hoạt động bên ngoài, đi du lịch, hoặc là thích nuôi chó, chơi với chó, và có hoạt hình Doraemon được. Trời ơi, tâm hồn trẻ thơ quá ha. Dạ đúng rồi. Có điểm yếu gì không? Dạ có, ít nói. Dạ, cũng sống nội tâm, hơi nhát. Mấy năm về trước thôi thì năm nay cũng đỡ nhát rồi. Giờ ngồi đây là cũng bớt nhát rồi đó. Dạ đúng rồi. Còn mình nè, nói về cái là
Điểm mạnh điểm yếu của mình nè. Điểm mạnh của con thì con là một người hoạt bát, gọi là một người sống hướng ngoại, thích đi đây đi đó và có thể độc lập tự chủ trong cuộc sống của mình. Điểm yếu thì nhiều một chút, hơi nóng tính, nấu ăn thì không có giỏi cái khoản nấu ăn lắm. Con thường là đi du lịch vào những lúc rảnh. Dạ, đi cùng bạn bè hoặc là tự đi. Ngoài ra thì con còn nuôi chó, chụp ảnh nữa. Nuôi chó nhiều không? Dạ, con có một bạn. Tên gì? Dạ, tên Dương. Ủa, tên con người luôn hả trời? Dạ. Dương đó nó có liên quan gì tới cái cuộc đời sự nghiệp của con không? Dạ, Dương là trong tiếng Trung là nó là mặt trời. Thiệt không? Đừng nói là tên người yêu cũ nha. Ghét quá, hận quá, đặt tên chó luôn. Rồi thôi, sẵn mình nói về tình yêu nè, mấy mối tình rồi nè, khai luôn tên người yêu là gì luôn nha. Dạ, con tổng cộng thì có khoảng 30 tình chính thức. Một mối tình là từ thời năm nhất đại học. Nói chung là ba mối tình của con là đều gặp ở đi từ thiện hết. Tất cả là đều đi từ thiện. Bắt đầu tên gì? Dạ, nói thôi đi. Quá khứ rồi cô Hồng Vân. Lý do tụi con chia tay là gì? Lý do hả? Ví dụ như là yêu xa chẳng hạn. Rồi bây giờ sao đây? Cái này cũng xa xôi à nha. Đi dễ mà, cao tốc đi cái ào tới rồi. Mình có mấy mối tình rồi? Thiệt ra thì mình đếm trên đầu ngón tay chắc cũng không, chắc cũng không hết. Không, mình hồi nhỏ thôi. Bây giờ từ cấp cấp 3 chính thức có một mối tình, lớp 12. Mình trải qua được 3 mối tình sâu đậm. Nhưng mà tất cả hồi đó giờ chắc cũng phải chừng mấy mối thôi. Dưới trời. Tại chắc hiền nhát nên người ta thích. Mấy mối luôn à? Mười mấy mối. Mười mấy mối tình gian dở lận á hả? Trời ơi, 19 lần gian dở, chào cưng. Đâu đâu đến 19 thì... Mấy chục cái linh đinh hay câu nói của ông bà mình. Nhưng mà thực sự là mười mấy. Dạ, thật sự là 13. Ủa, số này đẹp à. Lý do chia tay vậy? Tuổi trẻ hồi xưa là chưa trải sự đời á, chưa. Phe ta bỏ hay là phe địch bỏ? Có mấy lần là mình bỏ, hầu như là người ta bỏ. Bỏ dạ, riêng nó rụng tóc. Bỏ về em mới lên tay em tìm mất hai. Đâu, hồi xưa em cũng nhiều tóc lắm chứ. Nhưng mà mình hận hận hấp tóc quá. Hôm đó mình buồn quá, mình đi cạo. Ông nó cạo xong rồi chị. Đúng rồi, từ đó là em không mọc tóc nữa. À dạ. Đó. Ôi, tội nghiệp không? Dạ. Cũng như tình yêu mà tóc nó vậy đó. Không, thực ra bạn này nếu bạn để thì tóc vẫn nhiều mà. Rồi nói nghe nè, bây giờ cái cô gái này có ở Túc Lâm Đồng thì em có ngại yêu xa không vậy? Nếu mà yêu xa mà nói chuyện lại bình thường thì cũng không sao đâu chị. Em phóng lên dụng Lâm Đồng thì cũng gần tầm 2 tiếng. Tùy theo chạy thôi, 2 tiếng chắc công an phạt hơi nhiều. Dạ đúng rồi. Bây giờ này em mong muốn cái người bạn bên đây á, là phải như thế nào? Thật ra thì con người em cũng thoải mái. Bạn gái mình chỉ cần là hiền. Lâu lâu mà có cá tính thì một xíu mình biết uống bia, biết nhậu nhẹt một xíu cũng được. Có hình xăm cũng được. Tôn trọng cái gia đình mình. Rồi nhậu nhẹt chút cũng ok. Nhậu càng được càng tốt. Nhiều khi lấy về thì hai chồng cũng mua một thùng bia để ở tủ lạnh á. Thì mình buồn hai chồng ra ngồi uống. Giống như bạn em cũng vậy á. Không, cái đó là cái thú vui của rất nhiều cặp vợ chồng nha. Hai chồng nhậu với nhau thôi, không có nhậu với ai trơn á. Vậy hai chồng chơi nhau suốt luôn đi, đừng chơi ai nữa. Em có sợ con gái ghen không? Ghen thì em không sợ, chỉ sợ nhắc lại người yêu cũ thôi. Rồi em có nhắc không? Không, em không bao giờ để ý đến người cũ. Bây giờ em đâu còn nhớ người nào để em nhắc đâu. Nhiều quá mà đâu có nhớ nổi mà nhắc. Mình nhớ cũng không muốn nhắc. Dạ, chào chú. Chào cô gái. Dạ. Con nãy vừa nghe chàng trai nói chuyện thì con cảm nhận như thế nào? Con cũng không biết nói sao luôn á. Anh vui tính á. Vui, có duyên. Ủa lắm á. Dạ. Vui tính. Có duyên lắm luôn á. Dạ, anh sửa điện mà nhiều đó, sửa điện nhiều. Cũng có đôi khi nó dễ thương. Hồi trước có té từ cái nhà xuống á. Có nữa hả? Có chứ, tại leo lên cầu thang rồi mình lắc lộn cầu dao á. Giật cây, té xuống gùm, giật cây, té xuống gùm cây. Đó, nó vậy đó. Cũng có té lần nữa. Con không thích điều gì đàn ông nhất? Nếu mà về ngoại hình thì con không thích một người hôi. Phải chẳng qua cái tâm sinh lý nó hôi sẵn rồi sao? Hôi. Cái vụ này chú không biết nha. Nó vô tình thôi, nó cũng vô tình té, vô tình rụng thôi con. Rồi gì nữa? Nóng tính, gia trưởng. Người đàn ông vậy chắc tơi tả quá. Gì đâu hói rồi, nóng tính rồi, đủ thứ cho. Chú nghĩ không có người nào gom nguyên tụ vậy đâu. Không biết chăm lo cho gia đình. Là một người quá hướng ngoại cũng không tốt. Từ từ con chú. Còn nữa hả? Dạ, không thích sao muối. Sao ngộ ta giống cô á. Thích vừa ôm thôi chú. Nói chung đừng có muối nào luôn, nó cứ bình thường. Giống như Linh vậy đó, cứ bình thường. Đúng rồi, vậy như mà. Không. Chú cũng có tập gym á con? Dạ, chắc tập được một ngày rồi nghỉ.
Là em gái đưa ra những cái điều không thích đó, em có vướng vô điều nào không? Dạ không. Thế có đó. À không. Hồi em có tóc. Hồi hồi. Phải hả? Không đâu, hồi đâu. Ít tóc, ít tóc. Tức là có cái hình mẫu lý tưởng nào ngoài đời mà có thiệt không? Ví dụ như là Barack Obama vậy đó cô Hồng Vân. Cao to và họ là một người vừa là người của công việc vừa là người của gia đình luôn. Không đen cũng được mà đen cũng được. Bên kia thích mẫu hình Obama. Em thích mẫu hình như ai? Chẳng lẽ vợ của Obama? Kỳ. Vợ Obama. Có duyên ghê không? Hai đứa này nó biết lựa ghê á. Hai đứa tự cảm nhận chứ thấy cũng chưa giống gì hết. Em hỏi người thân đã. Hôm nay con đi với ai? Dạ con đi với gia đình, với má, với cậu, anh và bạn bè của con. Xin chào MC Hồng Vân, MC Quỳnh Linh. Chào bà trai cây bên này. Mình là cậu của Tú Uyên. Cậu nghĩ là trai cây bên này cũng được, có nhiều cái cũng phù hợp với con. Với lại hỏi chàng trai bên này tí nữa là con kỹ sư điện là học ở trường nào vậy? Dạ đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Tại vì cùng ngành với cậu. Dạ dạ. Cũng rất là cậu là hồi xưa là bách khoa lâu lắm rồi. Thôi hai đứa thì đến đây là cũng nên cho một cơ hội để mà mình tìm hiểu xa hơn. Rồi bạn. Em đi với ai? Dạ em đi với bạn. Dạ em chào anh Quỳnh Linh, chị Hồng Vân và tất cả mọi người ở trường quay ạ. Em là bạn của Trương. Nhà xét về Trương thì cũng tính tình rất là vui vẻ. Bạn gái thì cũng nói chuyện thấy cũng hợp với bạn Trương á. Nhưng mà tại sao 13 người mà không vô người nào vậy? Bạn nhát lắm. Trời ơi, nó nhát. Ồ, quá. Ồ vậy đó hả? Thôi được, hai đứa này nó quen nhau vui lắm nè. Cảm ơn em trai, giờ mở rào đi. Ừ. Mở rào. Đó. Hai đứa tâm sự đi. Coi hai vợ chồng Obama không biết xem chương trình này không? À, mình chào bạn. Chào bạn, mình có món quà của bạn. Trong này có một lá thư á. À, ở đây thì em có mang tới một món quà bao gồm một bức thư và một cái tấm thiệp đi đến Bảo Lộc. Bạn cứ đưa tới Bảo Lộc đi rồi mình sẽ làm hướng dẫn viên du lịch, đưa bạn đi khắp nơi. Đọc đi, đọc thư đi con. Wow, chào cậu. Người bạn ngồi kế bên, tớ là Uyên, một cô gái khá bướng bỉnh, bánh bèo, màu mè, hoa lá, nhưng cũng là một cô gái khá bản lĩnh, tự cường. Tớ đã trải qua nhiều lần yêu và được yêu, vì vậy tớ hiểu thế nào là sự trân trọng. Tớ chỉ một câu gửi đến bạn, nếu bận quá thì bạn đừng yêu. Thôi được rồi. Dạ. Đoạn cuối coi. Dạ đoạn cuối, đừng quan tâm, đừng quan niệm cái gì là của mình sẽ lại là của mình. Nó chỉ đứng ở một nửa thôi. Người ta yêu mình thì người ta sẽ không dễ dàng rời đi. Nhưng mà nếu như không trân trọng, không sẽ chia, không quan tâm thì cậu à, có yêu cầu đến đâu người ta cũng đưa để đi thôi. Mong sẽ có những ngày hạnh phúc bên cậu. Dạ hết rồi. Nói tóm lại là cái thư này em bé này nó nói gì à? Nói em... tóm lại là bạn ấy nếu bận quá thì đừng yêu. Và yêu một cách phải có trân trọng bạn ấy. À chào bạn. Tại vì qua bức thư này mình thấy là mình thì không có bận biểu gì nhiều. Công việc của mình thì có thể là mình đi 3K, 3 kiếp trực. Thì nhưng mà thời gian thấy 3 kiếp trực đó rất là nhiều thời gian dành cho bạn. Mình nghĩ nhiều. Mình đi làm lễ Tết mình trực là nhiều lắm. Nhưng mà bất cứ thời gian nào trừ lễ Tết thì mình vẫn ở bên bạn được. Mình không ngại xa. Mình chỉ ngại mình không có lý do mình xuống dưới thôi. Luôn luôn nếu mà bạn cần mình luôn luôn ở kế bên bạn. Bất chấp là có mưa hay là sao. Nhưng mà chắc bão lũ ở trên Lâm Đồng mình kẹt xe mình không xuống được. Ok. Trừ những ngày Tết và ngày lễ, mình đã nói với bạn. Hồi nãy mình có nghe nói là bạn có tới 13 mối tình. Chắc cũng chấp nhận chấp đi đúng không? 13 mối tình đó là tuổi trẻ chưa xảy từ đời các bạn. Tính là mình có 13 nhưng mà thật ra có 3 mối tình chính xác. Bây giờ mình lớn hơn nhỏ này 2 tuổi, mắc gì mình phải xưng bạn với mình. Dạ. Anh em được khẳng định phải anh coi nè. Giống Obama được phần nào? Giống hết quá. Chắc giống Obama được 10%. 10%. Đúng rồi, mình không có đen gì ổng được. Thì mình là một người rất là thích du lịch. Người ta lớn hơn mình phải lịch sự, mình gọi là anh. Dạ. Ừ anh em. Em rất là thích đi du lịch cho nên là có thời gian rảnh là em đều sẽ sắp xếp thời gian để chọn một địa điểm để đi du lịch. Thì anh nghĩ anh có thích đi du lịch như vậy không? Vâng, mình thích đi du lịch. Anh thích du lịch. Thích lắm luôn chứ. Nhưng mà không có kể tiền thôi. Tiền nhiều khi cũng quan trọng lắm. Đúng rồi, tất nhiên là tiền sẽ quan trọng. Một năm anh có thể đi du lịch đến 6 lần. Em tới em nắm tay cô gái. Cảm xúc nãy giờ mình gặp bạn ấy thế nào?
Với lại có lấn cấn cái vụ chó tên Dương không thì hỏi luôn nghe. Ừ, em tưởng chó tên Trương hết hồn á. Dương đó. Trời ơi, nắm tay hả? Thì trong mắt tay quá. Lạnh quá. Công việc của anh thì không có bận rộn lắm. Thì anh vẫn đi xuống thăm em bình thường. Hy vọng là em giao cho anh một câu hỏi để tìm hiểu. Dạ, cho cười. Dạ, em hơi ngại một chút nên em cười. Móng tay làm đẹp chứ nhỉ? Con gái có quyền làm đẹp mà. Không đẹp mà, muốn nói gì đó. Hai đứa này nó nói mà như không nói á Linh ơi. Có mình ơn tụi nó nghe thôi, không ai nghe được luôn á trời. Thì anh có một cái bài, nhưng mà anh sẽ hát một đoạn cho em nghe. Tại vì anh kết em rồi, nhưng mà em kết em không. Em cứ nhận lời là anh cưới em về làm dâu của má em liền. Mình cưới nhau luôn. Hay là em thích bây giờ? Đáp lại đi nè nữ. Hôm nay em mặc một chiếc váy rất đẹp, đi trên đôi giày mòn gót anh đã tặng. Trên tay anh cầm một đóa hoa tu cầu, loài hoa khi xưa anh thích. Thôi ạ. À, vẫn không nghe tụi con hát cái gì luôn á. Hai đứa này quen nhau dễ thương lắm á. Một nè, hai nè, ba. Hết thời gian. Có bấm không? Trời ơi, bà làm nhỏ rớt tim luôn vậy đó à. Chính thức là các bạn đã hẹn hò với nhau đó, nắm tay nhau đi. À, nắm được. 13 mối tình vẫn yếu lắm. 13 mối tình yếu lắm rồi. Xin phép cho con được hôn má. Dạ, hôm nay con xin phép ạ. Hôn thiệt hả? À, có thể hôn dạ cũng được. Dạ rồi. 13 người mà sao cô thấy con không có một cái thế nào hết trơn là sao vậy? Làm lại cho nó đẹp đẽ coi nè. Ít ra phải cổ điển chút xíu vậy chứ. Mẹ em nói giờ là em ế nhẹ luôn rồi. Bà nói ế mà ngày nào bà cũng tụng kinh, bà kêu gán kiếm vợ đi, gán kiếm vợ đi, nghe mà nhức đầu muốn chết. Đi làm về trễ rồi á, có thể nấu nướng lên cho em trước được không? Được, anh nghĩ được. Nấu ăn được anh. Nấu ăn được không? Lo được. Những con người miền Tây rất là thật thà, chất phác. Nhưng mà bà, em thấy bạn trai vẫn có vẻ còn hơi rụt rè một chút. Thì tôi tin rằng chàng trai sẽ vượt qua tất cả mọi khó khăn và trở thành một người đàn ông thành đạt, lúc đó hạnh phúc. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Xin mời. Mời bạn nữ. Mời bạn nam. Rồi, rồi đi bạn. Mời bạn nữ giới thiệu về mình. Rồi, mời em giới thiệu. Dạ. Em là tên là Trương Thị Kim Trung. Năm nay em 30 tuổi, quê em ở Kiên Giang, nhưng mà em làm việc và sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. À, em ở quận mấy? Dạ, em ở Phú Nhuận. Em làm điều dưỡng của bệnh viện Chợ Rẫy. À, rồi. Khoa nào em? Dạ, ngoại lồng ngực của anh. À, mời bạn trai giới thiệu. Dạ, xin chào anh Quyền Linh. Chào chị Cát Tường. Em tên là Nguyễn Văn Tý. Năm nay em 28 tuổi. Hiện em đang sinh sống và làm việc ở Hậu Giang. Hiện em là nhân viên kinh doanh của bên mảng thuốc bảo vệ thực vật ạ. Bên phân bón thuốc trừ sâu á. Hơi xa đó. Rồi bạn nam nhỏ hơn bạn hạ, gái 2 tuổi nữa. Em có ngại gì không? Dạ không chị ơi. Nói chung là ở dưới quê em quan điểm mà chị, nhất gái lớn trai, nhất gái lớn hai gì trai lớn một mà chị. Nói chung không sao chị. Nhưng mà còn cái khoảng cách địa lý thì em tính làm sao? Nói chung là hồi đó giờ em không có cái cơ hội lên Sài Gòn nhiều. Nhưng mà nhờ cái chương trình này thì nói chung em có dịp lên Sài Gòn. Thì sau này nếu có hẹn hò thì có thể em sẽ sắp xếp thời gian lên Sài Gòn. Còn cái chuyện mà sau này em định cư ở đâu, bạn định cư ở đâu thì phải qua một cái thời gian dài để tìm hiểu nữa. Biết đâu sau này khi mà em quen bạn á, em thấy trên Sài Gòn có cái dịp mà em phát triển được á, thì em có thể định cư Sài Gòn. Sau này á, bạn quen em, bạn thương em á, thì bạn cũng có thể về Hậu Giang được ạ. Đúng rồi. Tương lai còn ở phía trước, chỉ cần yêu nhau là đúng á. Người ta yêu nhau, dòng trái đất mấy ngàn cây số từ nước này bay nước kia, ta còn yêu nhau được, ta còn lấy nhau được mà. Rồi, ưu điểm khuyết điểm của em? Em thì điểm mạnh của em siêng năng, dễ hòa đồng, vui tính, em biết làm việc nhà, quan tâm mọi người, đặc biệt là em rất yêu trẻ con. Sở đoản của em thì thường thì
Em hay hậu đậu lắm, hay quên, hay mơ mộng. Nhiều lúc thì đi chơi với bạn bè hay gì đó, nghĩ thì mình đi một mình, nhiều lúc thì cũng có một người đi với mình để quan tâm, chăm sóc mình. Ước mơ rất là đơn giản, rất giản dị, và hy vọng là em sẽ sớm thực hiện được những cái ước mơ nhỏ nhoi đó ha, nhưng rất là hạnh phúc ha. Rồi bạn trai, cái sở trường của em á thì nói chung là em thật thà, siêng năng, chăm chỉ, chứ em cũng biết nấu ăn, biết làm việc nhà. Nhược điểm của em á thì nói chung làm cái nghề kinh doanh bên cái mảng thuốc bảo vệ thực vật này á, nhậu nhiều, tại vì phải đi giao tiếp với khách hàng rồi công việc này nọ tùm lum, thì không biết bạn nữ mình có chịu mà nói chung quen một người nhậu không ạ? Do công việc hay gì thì cũng được, nhưng mà ít ít thôi, còn đừng hút thuốc thì tốt hơn. Nói chung hút thuốc chứ mấy cái trò mà cờ bạc ăn tiền á thì nói chung là không có. Chứ nói chung cũng có một số cái nhược điểm mà linh tinh đó, nói chung là sợ máu, sợ độ cao, với thứ hai là chơi mấy trò chơi cảm giác mạnh không được. Nói chung thấy cái là sợ mà nó chung dữ. Bên kia điều dưỡng ta ngày nào cũng ta gặp mấy cái đó không à? Thấy không? Thấy em vậy chứ em cũng yếu đuối gì lắm. Dạ. Yếu lắm hả? Nói chung yếu yếu một số phương diện chứ không phải là yếu toàn bộ ạ. Yếu phương diện nào nữa? Thì nói chung thì em nói nhiều khi người ta hay cười lắm. Nói chung ở nhà mà mẹ em hay ghen với cắt tiết gà, tiết vịt rồi đó, mà em đó thì sợ máu, em đâu có làm được mấy cái chuyện đó đâu. Nói chung là em có sợ vợ không? Trước mắt thì em sợ bạn gái em dữ lắm, không biết sau này vợ thì chắc có thể sợ hơn nữa. Em thì có hai mối tình. Một mối tình là thời đại học trẻ, còn một mối tình là em ra trường rồi nhưng mà quen được 6 tháng. Do là khi mà quyết định em cần một người là chín chắn chia sẻ với em thì cái anh đó là không hợp với em. Có những quyết định là anh tự quyết định một mình, xong rồi sau đó mới nói với em. Đến nay là bao lâu rồi em? Dạ cũng 4 năm hơn. 4 năm rồi. Qua hai mối tình đó thì em cảm giác là bị sợ. Mình cảm giác là bị lặp lại cái bài học lúc trước, cho nên mình tự khép kín bản thân mình. Đạp vỏ dừa thấy vỏ dừa cũng sợ ha. Nhưng đừng có bi quan như vậy, cuộc sống phía trước rất là đẹp. Mình phải mở lòng mình ra đón nhận cái cơ hội mới. Hy vọng ngày hôm nay là em sẽ có một cái cơ hội mới thật là tốt. Em có... Rồi bạn trai thì sao nè, mình có mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua hai mối tình. Một cái mối tình là cái thời em sinh viên, quen bạn đó cũng được 2 năm. Sau khi mới ra trường đi làm thì em cũng có quen một bạn. Nói chung quen bạn đó cũng được 6 tháng Vậy thôi đó hả? Nói chung cái mối tình đầu chia tay thì tại lúc đó công việc của em, lúc đó em còn là sinh viên, cái công việc nó chưa ổn định được. Mà gia đình bạn ấy thì muốn kiếm cho bạn ấy một cái người mà có công ăn việc làm ổn định, gia đình khá giả, cho nên phản đối em với bạn ấy quen nhau. Cho nên em với bạn ấy nói chung cũng bị áp lực quá nên chia tay. Nói chung là cái mối tình thứ hai, tại sao nói chung là 6 tháng, nói chung là chia tay? Cái mối tình thứ hai thì mới ra trường, nói chung áp lực công việc nhiều quá. Em, bạn đánh giá em không có thời gian quan tâm bạn. Bạn nói em vô tâm. Rồi hai người cũng có cự cãi này nọ, rồi bạn chia tay. Rồi tới bây giờ nha. Gần 3 năm nay em chưa quen ai hết. Rút kinh nghiệm, đợt này có bạn gái là phải cố gắng này, ở xa nữa phải quan tâm nhiều hơn chút xíu nha. Dạ, rồi. Nói chung thì công việc bây giờ nó cũng ổn định rồi thì em có thể lo lắng, chăm sóc được cho bạn ạ. Rồi, mẫu người lý tưởng của em gái là như thế nào? Em đặt ra tiêu chí như thế nào? Nói chung là phải cao hơn em, 1m65 trở lên. Rồi. Tóc tai gọn gàng và không có trắng ấy. Đen đen trắng em nghĩ là chắc không men đâu, mà em thì gần men với phải có chững chạc. Em thì em mém gớt, em có mém xong lòng mà mém gớt không mém gớt. Với cái này giống giống anh Quyền Linh á, tròn giống tròn vậy ha. Rồi, ngốm thơm cho tả ha. Rồi có cái điều gì em không thích? Gia trưởng không trung thực, giống như là thất hứa với cái nó hay cần nhận, không hút thuốc. Rồi, bạn trai thì không hút thuốc cũng đỡ rồi. Rồi, tiêu chí của bạn trai tìm một người bạn gái như thế nào? Người bạn gái nhỏ nhắn, lanh lợi, tóc dài. Ngắn. Không cần trắng lắm, hơi ngâm ngâm cũng được. Không xăm mình. Xăm môi được không? Được. Em chỉ yêu cầu không xăm mình thôi. Biết hát được thì tốt ạ. Cái này không hát được bạn ơi. Anh cũng thuộc cái tiếp, mà nói chung tiếp hát dở cũng không sao. Gần 2 năm nay đi karaoke, đi hội họp bạn bè đâu cũng nhiều lần lắm mà chưa bao giờ vô karaoke mà ca. Nói chung hát dở rồi cũng làm biến hát lắm. Vậy chứ em làm gì giỏi? Hồi trước thì em chơi thể thao được lắm, chơi đá banh, chạy điền kinh đồ. Nhưng ở phong trào trường rồi em làm tốt lắm. Trong công việc thì em thấy được cái ưu điểm của em á, là em làm việc là nói chung có kế hoạch tỉ mỉ lắm. Rồi dự trù những cái rủi ro này nọ trong cái đúng công việc đó nên sao tỉ mỉ ha. Rủi ro rồi luôn ha. Nhưng mà em học ngành nghề gì ra? Em thì học bên nông nghiệp.
ở chỗ nào mà có cây lúa hay cây trồng gì là chỗ đó em sống được hả? À, cũng mấy thiết phải ở không cây cây kiển sống được không? Dạ cũng được á. Vậy cây là được ha. Dạ, phố có nhiều cây kiển lắm sống được. Bây giờ nếu mà được thì chừng nào là em thấy là tiến tới hôn nhân được? Có thể năm sau được thì tốt ạ. Ở quê em thì cái tuổi em giờ là nói chung mẹ em nói giờ là em ế nhẹ luôn rồi. Bà nói ế mà ngày nào bà cũng tụng kinh, bà kêu ráng kiếm vợ đi, ráng kiếm vợ đi, nghe mà nhức đầu muốn chết. Một lát nữa cố gắng là thuyết phục bạn gái nha. Dạ. Bây giờ để cho ông Mai chưa coi mắt nhà gái trai luôn. Trai tao phải coi mắt này kia, tao coi con sao chứ, đúng không em? Dạ. Chào anh Quỳnh. Chào em, cảm ơn em đã lấy anh làm hình mẫu. Tóc dạ. Hơi dài dài, xăm mình không có, đúng không? Dạ. Da trắng. Dạ, được. Nụ cười quyến rũ, hơn 1m55 luôn, đẹp rồi đó. Ông Mai duyệt không? Duyệt. Bên dạ, đây, cảm ơn Huyền Linh. Theo anh đó thì anh này sẽ có thể là nghe lời em rất là nhiều ha. Phục vụ chăm sóc em rất là tốt. Em không phải ghen gì hết. Chỉ cần nấu nướng cho anh, lo cho anh ăn là được rồi. Anh cũng hơi cục mịch chút nhưng mà dễ thương. Dạ, nhưng công việc của em á, nhiều lúc là em cần cái người đó quan tâm lo cho em. Ví dụ như nhiều lúc em đi làm về trễ rồi á, có thể nấu nướng đồ cho em trước được. Được, anh em nghĩ nấu được ăn đó. Được anh. Nấu ăn cái được không? Em lo được. Được hay hết quá. Đúng không? Dạ. Vấn đề ăn được hay không mới quan trọng đúng không? Dạ. Trong nghề nghiệp của em á thì có cái là trực đêm á. Dạ, cho em hỏi là ví dụ như trong thời gian em đi trực đêm đó chứ có con ở nhà thì có đi nhậu nhẹt gì không? Hay là buồn quá hay đi với người khác nhậu nhẹt thì sao? Không bạn ơi, cái này là chỉ nhậu vì công việc. Nói chung thôi. Hạn chế nhậu nhẹt bạn bè, nhậu nhẹt linh tinh lắm. Còn nếu cần dọn lại bệnh viện nhậu. Nói chung có đâu anh này, không bao giờ có nhậu vậy đâu. Rồi dễ thương đó. Rồi, cô này có chăm sóc em đi. Là tròn vo luôn á. Hôm nay em gái đi với ai? Dạ em đi với mẹ và em trai em. Chào Si, Linh. Dạ, chào cô. Bạn trai thì thấy cũng hòa đồng, dạ. Hai nó vui vẻ. Thấy thì cũng được. Cho cô hỏi, uống rượu hơi nhiều. Nhưng mà trong khi đó có khi nào uống rượu mà khi nào quậy không? Dạ, cái đó thì không mà. Tại vì làm việc mà tiếp xúc khách hàng mà mình mà quậy cái là nói chung khách hàng nó thấy mình nó sợ cái là mất mối liền ạ. Xỉn là ngủ mà ngủ ly bì luôn, không bao giờ lằng nhằng mà không bao giờ nói nhiều ạ. Em đi với ai? Dạ, bữa nay em đi với mẹ với mấy anh em làm chung ạ. À, mới nói mẹ tụng kinh hàng ngày đó hả? Dạ. Rồi, dạ, chào cô. Chào anh Chi Quyền Linh với chào anh Chi. Dạ. Dạ, anh chào gái. Chào con. Dạ. Nôn luôn, có dâu lắm nè hả cô? Trời, nôn dữ lắm. Bởi vì có hai thằng trai mà không đứa nào chịu lấy vợ chứ. Anh của nó đó giờ cũng chưa chịu lấy vợ, ngày nào cũng kêu chứ. Dạ. Ngày nào cũng kêu thôi gán kiếp vợ đi tí ơi. Con dâu tương lai bên này thì cô thấy cô chấm không? Cô thì thấy cũng được đó mà. Còn hai đứa không biết sao. Rồi, trời, cảm ơn cô. Rồi. Bây giờ mở rào. Mở rào. Đây, mình có món quà tặng bạn. Dạ, em cảm ơn. Chúc bạn nhiều sức khỏe. Dạ. Chúc em với giờ bạn gì nữa. Nào đứng lên, ta đang tặng quà mà. Thì cho mình hỏi là cái công việc của bạn như vậy á thì có thể lưu động lên thành phố Hồ Chí Minh được không? Ôi, anh với em cho tình cảm đi. Ha, đâu có sao đâu. Dạ. Nào, tập cho nó quen rồi từ từ cũng tới thôi. Anh là cái công việc kinh doanh cho nên cái thời gian nó cũng không có bó buộc. Mà hồi đó giờ thì anh ít đi Sài Gòn nữa. Nếu mà có cái cơ hội mà quen em á thì chắc có thể anh đi Sài Gòn nhiều đó, tháng nào anh cũng sẽ lên. Nói chung là thăm em. Do là cái công việc của mình muốn phát triển ở thành phố Hồ Chí Minh á, em còn muốn học cao lên. Giống như là sau này mà quen nhau, mà có làm nhau thì anh có định hướng được là chắc chắn là anh chuyển lên được thành phố Hồ Chí Minh không? Nói chung mình gặp nhau ở đây cũng là cái duyên. Nếu mà em chắc nịch á, em ở Sài Gòn em làm thì anh sẽ cố gắng anh tạo điều kiện anh lên Sài Gòn, anh kiếm một cái công việc gì đó để anh làm. Anh nói với em trai nghe nè. Dạ. Tất cả những công ty bảo vệ thực vật hàng đầu của Việt Nam đều nằm ở thành phố Hồ Chí Minh hết. Cái công ty của em trụ sở nó cũng nằm ở thành phố Hồ Chí Đúng Minh rồi. Nó nằm ở quận 7 ạ. Dạ. Thành ra là yên tâm đi, công việc của em chuyển đây rất là đơn giản ha. Đừng có lo. Em có thích hay đi du lịch, đi dạ, cái đó là sở thích của em, là em thích đi phượt. Ví dụ như nếu mà em có thời gian em muốn đi phượt á thì em có thể đi cùng không ạ?
Nói chung anh cũng thích đi du lịch, thích chụp ảnh. Đặc biệt là nói chung là thích ăn uống. Thấy cái tướng của anh là em biết rồi. Thì em có ngại quen một cái người mà nhỏ tuổi hơn em không? Nói chung là tuổi tác không quan trọng, nhưng mà chủ yếu là cái người đó phải chững chạc hơn em. Thế anh có đảm bảo được là anh lo cho em và cái suy nghĩ nó chững chạc. Nhưng hồi lúc còn đi học á thì cũng con nít lắm, nhưng mà hiện tại giờ nó cũng đỡ hơn nhiều rồi. Còn cái chuyện mà em lo là em đi làm tối, đi trực ca đêm rồi đó, thì sợ anh ở nhà tập tụ bạn bè nhậu nhẹt đó. Cái đó chuyện đó thì chắc không xảy ra đâu. Anh có thể ở nhà, anh giặt đồ, anh lau nhà, anh nấu ăn, coi phim, anh đợi em về cũng được. Đâu nhất thiết là em đi ra ngoài là anh phải đi ra ngoài bê bết bạn bè nhậu nhẹt đâu. Người đàn ông mình nói chung mình có gia đình rồi, mình phải nghĩ cho vợ, cho tương lai của mình. Trời, hay quá. Bán thuốc bảo vệ thực vật mà nói tình yêu hay quá ta. Nói cô gái xúc động rồi luôn đó. Thấy chưa? Lần đầu anh gặp em thì nói chung cũng thấy em cũng dễ thương. Nói chung anh thích. Nói chung con tim anh giờ có rung động không? Nó muốn bay ra ngoài luôn. Tiến tới bạn gái mình sao mới làm cái nói một cái gì hay làm cái hành động gì sao cho nó nhẹ nhàng, nó lãng mạn một chút xíu để thuyết phục bạn gái là có bấm nút hay là hát một bài hát tỏ tình với cô ấy. Hát coi là bạn không bấm luôn đó chị ơi. Ủa vậy hả? Dạ, em nói thiệt. Thôi vậy bỏ đi, em muốn làm gì em làm. Thôi em làm gì cho bả bấm đi. Lãng mạn chút. Nói chung... Tiến tới nắm tay cổ. Nói chung sao, nói chung luôn đi. Em có thể yên tâm mà nếu mà sau này á mình có quen nhau, mình lấy nhau á, thì anh hứa anh sẽ chăm sóc, lo lắng cho em. Một người mà nói chung em có thể tựa đầu vô vai anh, mà nói chung có thể an tâm được hết. Dạ. Anh hứa sẽ cho em mấy đứa con gì đó, trai gái gì đó. Gia đình thì có hai đứa bé thì nó sẽ tốt hơn. Em thì thích một trai, một gái. Còn không biết bạn thì sao? Em thì sao? Cái đó thì do tùy duyên thôi, chứ mình không biết được. Nhưng mà thôi tốt nhất sinh một lần thôi. Em sợ đau. Là bên điều dưỡng em cũng sợ đau nữa. Quá xuất sắc. Dễ thương đó. Được. Hai bạn rất hợp nhau nhiều thứ đó. Suy nghĩ thật kỹ nha và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi, nắm tay nhau đi hai bạn. Cặp này xứng chính đôi nè. Chính thức từ bây giờ. Nói chung á là hai bạn đã hẹn hò với nhau chính thức. Bây giờ mình xin phép gia đình đi. Đó. Chắc cái này cũng nụ hôn đầu của em. Mà đầu với bạn chứ chắc cũng hồi trước chắc cũng quá quen. Mấy bạn trước chắc cũng có hôn rồi. Trời ơi, nụ hôn đầu với bạn chi nữa. Thiệt tình thì xin hôn thôi. Lỗi mà còn bạn đó em xin xuống. Không, chuyện nó bỏ đi. Bây giờ bắt đầu nói từ bây giờ nha. Đừng nhắc chuyện cũ. Dạ. Quá khứ cho ngoài quá khứ. Nói chung là giờ xin đi. Nhắc chuyện cũ tôi sẽ thúc đẩy á. Cho con xin phép hôn em cái á. Thôi. Đã thấy cảm giác sao? Về lần hơn nhũ tỉnh nữa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 lấy chiến thắng. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang Couple TX trên toàn quốc. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Gửi tặng hai bạn một chiếc máy nước nóng với thương hiệu Senton, thêm một chiếc máy nước nóng nữa với thương hiệu Atlantic, với tổng trị giá phần quà là 7 triệu đồng gửi tặng hai bạn. Phần quà đặc biệt là một chiếc smart TV cao cấp UVC TV trị giá 9 triệu đồng sẽ dành cho hai bạn nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Bạn có thể kết nối Bluetooth điều khiển bằng giọng nói, đặc biệt là gọi điện thoại cho người thân ngay trên TV, rất tiện lợi. Hai bạn dễ thương lắm á. Đi ăn đi uống, tìm hiểu coi phim luôn rồi về nha ông. Nhanh chóng nha. Như vậy là hai cặp đôi ngày hôm nay cuối cùng cũng đã đồng ý bấm nút hẹn hò với nhau. Và hy vọng rằng họ sẽ tìm hiểu nhau kỹ hơn và nhanh chóng sẽ báo tin vui đến cho chúng tôi. Một lần nữa cảm ơn nhãn hàng UBC TV, đỉnh cao công nghệ Smart TV đã đồng hành với Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 15h20 chủ nhật.